Dreamman 3.1 tắm bội dưỡng toàn diện cho game thủ. Thắng tại kỹ năng, bại tại gấu ngứa. Không! Đừng lo, đã có Dreamman 3.1 với 3 sức mạnh bất bại. Hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Xin phép nhé. Ê, chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên. Trừ hiệu sức cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate. Castrol Power One Ultimate mới, hiệu sức cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah. Vâng, và xin chào mừng các bạn đã đến với ngày khai mạc của Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2021. Trước tiên, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai đơn vị đồng tài trợ với chúng tôi với mùa giải lần này. Đó là Dreamman 3.1, thương hiệu dầu gội số 1 thế giới dành riêng cho nam giới và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power One. Với như vậy là sau quãng thời gian nghỉ ngơi, giải đấu của chúng ta đã quay trở lại rồi với 8 đội tuyển sẽ tham dự vào lần này và sẽ chỉ đi tìm được một chủ nhân duy nhất của gươm và khiên danh vọng của Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2021 mà thôi. Một giải đấu rất thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở trước mắt. Và ngày hôm nay sẽ là ngày thi đấu khai mạc và chúng ta sẽ có hai cặp đấu, trong đó sẽ có sự hiện diện của nhà đương kim vô địch của chúng ta, đó sẽ là Sài Gòn Phantom, nhưng chúng ta sẽ đến với điều đó sau, đúng không? Trước hết thì tôi sẽ muốn giới thiệu lại với quý vị khán giả về thể thức của giải đấu lần này, khi mà chúng ta sẽ đánh ở giai đoạn vòng bảng với thể thức là lượt đi lượt về. Với mỗi trận đấu thì sẽ diễn ra với thể thức là BO5 cấm chọn quốc tế, và đội thắng sẽ có được cho mình một điểm cho mỗi ván thắng, và kể cả khi bạn có thua đi chăng nữa thì vẫn sẽ có được một điểm nếu như bạn có được một ván thắng trong cả một trận đấu đó, đúng không? Và tổng giá trị giải thưởng của giải đấu Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2021 năm nay cũng vô cùng lớn, lớn nhất trong tất cả các mùa giải từ trước đó. Với cơ cấu giải thưởng đang hiện lên trên màn hình các bạn, nhà vô địch của mùa giải năm nay sẽ ôm về số tiền thưởng là 900 triệu đồng. 900 triệu. Á quân sẽ có 450 triệu đồng tiền mặt. Hai vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ có số tiền thưởng lần lượt là 310 triệu và 250 triệu. Các vị trí còn lại từ thứ 5 đến thứ 8 sẽ có được cho mình số tiền thưởng tương ứng với mức mà họ đạt được. Đó lần lượt là 170 triệu, 150 triệu, 120 triệu và 100 triệu.
Ngoài ra, năm nay chúng ta sẽ vẫn có những giải thưởng dành cho danh hiệu cá nhân, đó là Best Lineup, đội hình xuất sắc nhất ở từng vị trí, với tổng giá trị giải thưởng của số tiền mặt này là 50 triệu đồng. Đồng ý, một số tiền cho thấy rằng ở vào thời điểm hiện tại thì Đấu Trường Danh Vọng chúng ta vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu về giải eSports có giải thưởng tiền mặt cao nhất ở trong các giải đấu eSports hiện tại ở Việt Nam. Và có một thông tin nữa chúng tôi muốn lưu ý quý vị các bạn, đó là giải đấu chúng ta sẽ đánh ở phiên bản chỉnh sửa lần 1 của đảo Sương Mù, có nghĩa rằng đó cũng là bản live mà chúng ta đang thi đấu hiện tại, với tổng cộng là 107 vị tướng sẽ được sử dụng dành cho các tuyển thủ. Một lần nữa thì cùng với AIC 2020, Đấu Trường Danh Vọng lần này vẫn sẽ có sự cập nhật về phiên bản, khi mà chúng ta sẽ được theo dõi các tuyển thủ chơi với phiên bản chúng ta leo rank thường ngày. Còn đây sẽ là đội hình của các đội tuyển sẽ tham dự vào Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2021 này. Cái tên đầu tiên là B2F Gaming. Họ là đội tuyển lên từ Serie B với các thành viên bao gồm Martin ở vị trí hỗ trợ Kubo đi rừng, Rina ở vị trí đi Kubo tường tà thần Caesar, Rina đi rừng, Medusa ở đường giữa, Cyrus ở vị trí hỗ trợ và ở vị trí đường đơn đó là Talon. Họ đều những thành viên cũ của Evo Esports và bây giờ họ đến màu áo mới là B2F Gaming với những con người mới. Và tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với đội hình gia quân của đội tuyển hạng 7 tại Đấu Trường Danh Vọng mùa trước, đó là đội tuyển Heavy, những cái tên khá quen thuộc với chúng ta, thêm vào đó là những cái tên mới mà họ mới đem về tại mùa giải này. Đội hình của Heavy hiện tại bao gồm Chobit ở vị trí hỗ trợ, Lack ở đường giữa, 60 cái tên có mặt tại Serie B sẽ thi đấu ở vị trí đi rừng để thay thế cho Jace và Turtle. KA sẽ ở vị trí được tà thần Caesar. Ngoài ra, xạ thủ Chiết cũng là cái tên mới họ đem về từ X132 Serie B. Và cuối cùng là một cái tên không còn quá xa lạ với các bạn khán giả nữa, đó là Hero, tuyển thủ dự bị đường giữa chính thức được chuyển nhượng từ màu áo Pháp eSports. Hero đến từ Pháp eSports sẽ là sự bổ sung trong đội hình của Heavy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội hình của đội tuyển tiếp theo sẽ tham dự vào Đấu Trường Danh Vọng xuân 2021, Severus eSports, với một lực lượng vô cùng hùng hậu gồm có tổng cộng là 10 thành viên. Có thể nhìn thấy những gương mặt cả mới cả cũ đến từ đội hình của Severus eSports. Case trợ thủ, Punes đường giữa, 1603 đường giữa, HuyDZ đường giữa, 20% đường rừng, LH đường trên, Dian xạ thủ 120kg, trợ thủ Skiza, và cùng với đó là người đi rừng giữ vị của đội tuyển này đó là Judas, một đội hình với rất đông đảo lực lượng và là đông nhất ở Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2021 này. Và hy vọng rằng Serus sẽ có được một nguồn năng lượng mới với một lực lượng đông như thế này. Họ sẽ tạo ra những ấn tượng giống như cái cách mà họ đã xuất hiện ở trong phần trailer trước khi bước vào giải đấu chúng ta lần này, đúng không? Và chúng ta cùng nhau đến ngay với đội tuyển hạng 5, VGaming. Đội tuyển đã có độ màn thi đấu tương đối ấn tượng tại mùa giải đầu tiên mà họ tham dự. Năm nay thì họ chỉ có cho mình một sự thay đổi, đó là ở việc Gray đã chính thức ra đi đến với Team Flat, và qua đó thì Quang Hải sẽ nắm vị trí đi rừng, Bird LB ở đường tà thần Caesar, DHT vẫn ở vị trí đường giữa, Hoàn TD ở vị trí xạ thủ đi rồng, người đội trưởng Han ở vị trí hỗ trợ. Và năm nay thì VGaming đem về một bản hợp đồng bổ sung cũng khá mới mẻ với chúng ta, đó là Maris, sinh năm 2002. Chưa quá nhiều thông tin về tuyển thủ này, nhưng hứa hẹn đây sẽ là một tuyển thủ có lẽ là cũng là một con bài ẩn vì VGaming so với những đối thủ còn lại. Một thứ vũ khí trong tay áo mà VGaming có thể sẽ mang đến ở giải đấu lần này. Và chúng ta sẽ cùng đến với đội tuyển tiếp theo, đội tuyển nằm trong top 4 của Đấu Trường Danh Vọng Đông 2020, đó là Pháp eSports, với TA trợ thủ, YT xạ thủ, Bốc đường giữa, Khenji đường rừng, Zero đường trên, The Star hay trước đây đó là Chihiro sẽ là người đi dự bị đường giữa, Noodle đường rừng, và cùng với đó là một cái tên cũng là mới mẻ là Kettori. Kettori đến từ X132 đúng không? X132 và Kettori sẽ là người trợ thủ dự bị của đội tuyển Pháp eSports ở giải đấu lần này. Pháp eSports với một tham vọng để vươn mình, khi mà ở mùa giải trước đó thì họ đã có mặt ở trong top 4 nhưng cuối cùng thì không có được cơ hội để đánh offline khi không thể vào được trong top 3. Và đây sẽ là mục tiêu để cho Pháp eSports có thể hướng đến ở trong mùa giải này, một mùa giải mà họ thực sự muốn lột xác. Chúng ta sẽ cùng đến với đội tuyển sẽ góp mặt ở trong top 3 của Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2020, đó là đội tuyển Team Flash với Gấu đường trên, ADC đường rừng, Xuân Bách đường giữa, Daim xạ thủ, trợ thủ Pro E, và một bản hợp đồng là tân binh của đội tuyển Team Flash đó là Gray. Như vậy là sau khi chia tay với Đạt Còi cũng như Eli thì đội tuyển Team Flash có một sự bổ sung, và đây sẽ là người đi rừng của đội tuyển này đó là Gray. Và cho đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng bài toán ai sẽ là người đi rừng dành cho Team Flash sẽ được giải vào buổi chiều ngày hôm nay, khi mà chúng ta sẽ có một trận đấu mà Team Flash đối đầu với Pháp eSports ngay trong chiều nay. Và tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với đội hình thi đấu của đương kim Á quân Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2020, Box Gaming, với tất cả 7 thành viên. Họ cùng với Saigon Tom là hai đội tuyển không có bất cứ một sự thay đổi nào so với mùa giải trước. Đội hình của bên phía Box Gaming ra quân tại mùa giải lần này bao gồm Opa ở vị trí hỗ trợ, KT đường tà thần Caesar, Row ở vị trí solo đường, Ara ở vị trí xạ thủ, Akachi đường giữa, NDZ đi rừng, và cuối cùng đó là Kyobi ở vị trí tà thần Caesar. Họ có cho mình một khởi đầu tương đối ổn tại giai đoạn lượt về của Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2020 và cũng đã có được suất tham dự quốc tế trước khi bị đánh bại bởi Mad Team. Và đó là một thành tích có thể nói là tương đối ấn tượng với họ tại năm ngoái. Và cuối cùng chúng ta cùng nhau đến với đội hình của nhà đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2020, đó là Sài Gòn Phantom. Phantom cùng Bắp Skimming
Ê, như tôi cũng vừa chia sẻ các bạn là họ cũng không có bất cứ một sự thay đổi nào cả. Không có thay đổi. Không sai, không phải sửa. Và hiện tại thì họ đang là đội tuyển mạnh nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này. Ở Saibatom có một đội hình gồm 6 thành viên, bao gồm Zerep ở vị trí hỗ trợ, Lạc Lạc đường giữa, Băng đi rừng, Tà Thần Seja có sự góp mặt của Đồng Năm. Ở phía sẽ xạ thủ vẫn là Red, và cuối cùng ở vị trí hỗ trợ đó là NTB. Và đó là tổng quan của tất cả 8 đội tuyển sẽ góp mặt tại đấu trường giải vọng mùa đông 2020. Ở ngày hôm nay thì Sài Gòn Bantam cũng sẽ có màn chào sân khai màn với đội tuyển hạng 5 của mùa trước, đó là V Gaming. Và đó sẽ là trận khai mạc mà chúng tôi và anh Hoàng Sơn cũng sẽ truyền tải đến các bạn ngay trong trận thi đấu đầu tiên này. Và đó sẽ là cuộc đối sức giữa đội tuyển Sài Gòn Bantam đối đầu với V Gaming. Ở trong mùa giải 2020 mùa đông thì V Gaming nổi lên như là một hiện tượng, và có lẽ Weaver cũng như là quý vị khán giả vẫn còn nhớ là trận khai mạc của V Gaming ở mùa giải đấu trường danh vọng đông 2020 thì đội tuyển này thực sự đã mang đến những bất ngờ cho chúng ta. Chắc chắn là chúng ta cũng chưa thể quên được tình huống mà Pain ở trong tay của Gray, đúng không, kết hợp cùng với Allen của Bird LB đã hủy diệt đội hình của Severus như thế nào. Ngày hôm nay thì họ sẽ có màn ra mắt cùng với Sài Gòn Phantom ở trong trận đấu đầu tiên của giải đấu với cuộc đấu sức diễn ra ở khung giờ 16 giờ, và sau đó thì ở khung giờ 19 giờ sẽ là trận đấu tâm điểm của vòng đấu này khi mà Team Flash đối đầu với đội tuyển Pháp Esports. Ngày mai chúng ta sẽ có hai trận đấu cũng rất đáng chú ý khác khi mà Cerberus đối đầu với B2F Gaming, và trận đấu cuối cùng ở vòng đấu đầu tiên chúng ta sẽ là Box Gaming đối đầu với Heavy. Và đó là tất cả lịch thi đấu của các trận đấu diễn ra tại vòng đấu đầu tiên của đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Ngay trong trận đấu khai mạc này thì nhà đương kim vô địch của chúng ta cũng sẽ có một trận đấu để chào sân với hiện tượng của mùa giải trước, đó là V Gaming. Rõ ràng là một trận đấu vô cùng thú vị giữa Sài Gòn Phantom và V Gaming. Đây sẽ là trận đấu khai màn cho mùa giải đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Lần này thì V Gaming có lẽ là họ sẽ đặt ra rất nhiều những câu hỏi từ người hâm mộ về việc rằng sức mạnh của họ sẽ thay đổi như thế nào. Đồng ý. Sau khi để đánh mất Gray. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đến với đội hình ra quân của đội tuyển Sài Gòn Phantom cho ván thi đấu này. Rõ ràng một đội hình khá quen thuộc, chính là bộ khung mà họ đã sử dụng tại AIC 2020. Vẫn là Đồng Năm ở đường Tà Thần Xê Ra, Bâng đi rừng, Lạc Lạc đường giữa, Red ở vị trí xạ thủ, và cuối cùng là Zerep ở vị trí hỗ trợ. Trong kèo đấu này, rõ ràng Sài Gòn Phantom nhà vô địch sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với V Gaming. Và điều này không phải quá bất ngờ bởi những gì mà họ đã thể hiện với chúng ta từ mùa giải trước cho đến tận mùa giải quốc tế là rất ấn tượng. Trong khi đó thì đây sẽ là đội hình của V Gaming trong trận đấu này, và Hoàng TD đang được đẩy đến khu vực đường trên, và anh sẽ chơi thay cho vị trí của Bird LB, người phải vắng mặt một cách bất đắc dĩ ở trong trận đấu này. Quang Hải sẽ là người đi rừng của đội tuyển V Gaming chắc chắn rồi khi mà Gray không còn ở trong đội hình nữa. DHT đường giữa, Maris tân binh của V Gaming sẽ xuất trận ngay trong ván đấu đầu tiên này. Với vị trí xạ thủ và trợ thủ của họ thì vẫn sẽ là đội trưởng, đó là Han. Theo những thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì do tình hình Covid đang diễn ra phức tạp tại quê hương của Bird LB, đó là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nên tuyển thủ này hiện tại vẫn chưa thể tập trung cùng các đồng đội của mình ở Gaming House. Do đó, hiện tại thì đội tuyển V Gaming có thể coi là đang chịu một thiệt thòi khi mà người chơi chủ lực của họ khu vực đứng trên, đó là Bird LB, buộc phải vắng mặt ở trong trận đấu này, và họ sẽ phải đẩy Hoàng TD, một người thường xuyên đi đường xạ thủ của đội tuyển V Gaming ở mùa giải gần nhất, lên đường trên và đưa Maris vào vị trí đường rộng. Player to watch trong ván thi đấu này là cuộc cạnh tranh giữa hai người chơi đi rừng, đó là Bâng và Quang Hải. Với Bâng thì hiện tại anh ta vẫn là một trong những người chơi đi rừng số 1 của Việt Nam, cũng như là một trong những người chơi đi rừng hàng đầu thế giới đấy, của quốc tế, khi mà những gì anh ta thể hiện được tại AIC 2020 cùng với chức danh là Á quân của một giải đấu quốc tế. Kế bên đó là cuộc đối đầu giữa Quang Hải. Quang Hải là một người chơi đi rừng mà có lẽ cũng đã thi đấu qua rất nhiều mùa áo. Thành tích tốt nhất của anh ta đó là lọt vào đến top 3 của mùa đông 2019 cho mùa áo của VSC Interdark, sau đó chuyển qua EVOS, và từ đó đến nay thì Quang Hải cũng đang rất chật vật trong việc tìm kiếm lại một thứ vị ở trong đấu trường danh vọng mùa đông mùa xuân 2021. Và tại thời điểm này, rõ ràng đây là khoảng thời điểm mà V Gaming cũng như là Quang Hải phải chứng minh bản thân mình rất nhiều. Ngày hôm nay với đội hình của bên phía V Gaming, tôi đang nhận định rằng sẽ là một sự thiếu sót lớn dành cho họ khi mà không có được sự phục vụ đến từ Bird LB. Đồng ý. Bởi Bird LB là một trong nhân tố rất quan trọng của đội tuyển này ở vị trí đường Tà Thần Xê Ra. Điều đó sẽ khiến cho cái đôi vai của Maris trong ván thi đấu này sẽ là vô cùng nặng nề. Bởi đây là trận đấu debut của anh ta tại đấu trường danh vọng giải đấu cấp cao nhất của Liên Quân, và anh ta còn phải đối đầu với một tượng đài, đó là Sài Gòn Phantom. Sẽ rất khó khăn cho anh ta cũng như cả tập thể V Gaming, và hy vọng với sự kinh nghiệm của V Gaming thì anh ta sẽ không bị ngợp trước đối thủ mạnh đến như vậy. Chúng ta đã được nhìn thấy hình ảnh tại Gaming House của Sài Gòn Phantom cũng như là tại Gaming House của V Gaming. Như chúng tôi cũng đã thông báo thì trong tình hình hiện tại thì sẽ không có đánh tại studio dành cho tất cả các đội tuyển, mà thay vào đấy thì các đội tuyển sẽ thi đấu tại Gaming House của mình. Và quý vị các bạn hãy yên tâm bởi tất cả các trận đấu sẽ đều được giám sát một cách trực tiếp bởi đội ngũ trọng tài của chúng tôi, đội ngũ trọng tài giải đấu, và qua đó thì sẽ không có bất kỳ một
khả năng nào của việc là các đội tuyển sẽ có một hình thức nào đấy vi phạm kỷ luật cả khi mà chúng tôi đã giám sát một cách thực sự cẩn thận. Đây là nhận định đến từ fanpage của cầu thủ Liên Quân Mobile khi mà Sài Gòn Phantom đang có 73% tỷ lệ ủng hộ, trong khi đó thì đối với VK Minh đang là con số 27%, một con số khá là dễ hiểu thôi khi mà Sài Gòn Phantom, một đội tuyển có cho mình một lượng fan lớn và cùng với đó cũng có những thành công ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế ở trong giai đoạn gần đây, khi mà Sài Gòn Phantom đang là đương kim vô địch giải đấu trong nước và cùng với đó cũng là đương kim Á quân của giải đấu quốc tế gần nhất nữa. Rõ ràng là VK Minh đang không thi đấu trong một bộ khung 100% công lực và đó lại càng là một cái lợi thế lớn của Sài Gòn Phantom nữa. Với tỷ lệ dự đoán đến từ bên phía của các bạn khán giả thì đó, đúng, tôi thừa nhận cái anh Hoàng Sơn, đó là một tỷ lệ không quá bất ngờ, không bất ngờ. Và điều đó sẽ khiến cho VK Minh nghĩ rằng là cũng sẽ rất khó khăn để có được một chiến thắng trước Sài Gòn Phantom. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng năm nay thì giải đấu đấu truyền vọng của chúng ta sẽ áp dụng cái thể thức thi đấu đó là không trừ điểm một ván thua, không trừ điểm bạn thua. Có một ván thắng bạn có được một điểm, điều đó sẽ thúc đẩy tinh thần rất nhiều VK Minh. Họ chỉ cần có điểm trước Sài Gòn Phantom đã là một thành công rất lớn rồi, và hoàn toàn thể tích lũy những điểm số đó để có thể chờ đợi cơ hội và góp mặt tại vòng đấu playoff, là vòng đấu mà tất cả các đội tuyển giải đấu truyền vọng đều muốn có mặt tại đó. Và việc có được 1 hay 2 điểm trước Sài Gòn Phantom trong trường hợp họ không thể có được chiến thắng đã làm một cái điều gì đó rất là thành công với VK Minh rồi. Nhưng rõ ràng tôi nghĩ rằng họ muốn cao hơn, bởi mục tiêu của họ trên phỏng vấn cũng như là trên fanpage của chính họ, họ bảo rằng họ muốn trở thành nhà vua và đánh bại nhà vua đã. Đó là một cái câu nói tôi nghĩ rằng để thúc đẩy tinh thần cho các tuyển thủ trẻ bên phía của VK Minh. Và sự lựa chọn đầu tiên bên phía của VK Minh, 3 sự lựa chọn được họ hướng tới cho bán thi đấu này, có 2 sự chọn được nhà hàng đó là Lavi và Zata, trước đó là Wonder Woman ngay trong slot 1 đến từ đội tuyển này. 2 lần cấm của VK Minh đều là những vị tướng có khả năng gây sát thương chuẩn, đó là Omen cũng như là Hayate. Omen, hai vị tướng này cũng có những sự chỉnh sửa tại phiên bản đảo sương mù, đã có những sự chỉnh sửa dành cho Omen với Hayate. Mặc dù nó không quá lớn nhưng tôi nghĩ rằng Omen ở vào thời điểm hiện tại là khó đánh hơn so với Omen trước kia. Tầm chiêu của sát kiếm đã dài hơn nhưng để có thể tiếp cận bằng sát vực thì giờ đây bạn cần phải tiến đến gần hơn đối phương, chứ không thể đứng hơi xa một chút và vẫn có thể khóa đối phương bằng cái sát vực nữa. Sài Gòn Phantom có 2 lựa chọn cấm của mình, đó là Richter cùng với con bài Zip, và sau đó thì họ đưa ra những lựa chọn với bộ đôi Malok và Lorion, một bộ đôi mà chúng ta cũng đã quen ở giải đấu AIC 2020 khi mà luyện ngục cùng với bão từ trường có thể được kết hợp và tạo ra khả năng khống chế cũng như gây sát thương diện rộng là cực kỳ khủng khiếp mà hai vị tướng này có thể tạo ra. Cùng với đó thì chúng ta đang nhìn thấy sự nhá hàng vào vị tướng đó là Florentino dành cho Đồng Nam rồi. Rõ ràng là với sự lựa chọn này là một sự lựa chọn cực kỳ uy tín với vị trí Đồng Nam. Đồng Nam có 2 quân bài mà chúng ta đều biết từ năm ngoái năm nay, đó là Omen và Florentino. Đưa cho Đồng Nam thì rõ ràng anh ta sẽ tỏ ra vô cùng lì lợm tại khu vực đường tà thần Caesar. Và với bể tướng tà thần Caesar thì đó không phải là cái điểm yếu của Đồng Nam. Đồng Nam là một người chơi đột biến và đa dạng ở mọi bể tướng, kể cả từ thủ cho đến công. Và 3 sự lựa chọn tiền thì Sài Gòn Phantom tôi nghĩ rằng là nằm trong dự đoán của họ. Lorion sẽ ở trong tay của Lạc trong trận thi đấu này, và đây cũng là trận đấu debut của vị tướng Lorion tại một trận đấu của đấu trường danh vọng. Khi mà lần đầu vị tướng này xuất hiện là tại AIC 2020, và đây cũng là một trong những quân bài pháp sư hiện tại đang nằm ở tier 1, nghĩa là ưu tiên hàng đầu được tất cả các đội tuyển cũng như trong đấu xếp hạng được các kiện tướng của chúng ta chơi. Đồng ý. Sau khi mà lựa chọn vào Florentino dành cho Đồng Nam khu vực trên thì Sài Gòn Phantom đang có lượt cấm hướng đến quân bài Q, một quân bài cũng rất hot ở trong giai đoạn gần đây ở đấu trường các giải đấu ở khu vực như là giải đấu tại Thái Lan cũng như là tại khu vực tại Bắc Trung Hoa nữa. Với những trận đấu đã diễn ra trong quãng thời gian vừa qua, chúng ta cũng thấy những ưu tiên lựa chọn vào quân bài Q cũng như là con quầy của Wonder Woman cũng là tương đối nhiều, rất nhiều loại đằng khác. Và VK Minh đang có lượt cấm của mình nhắm đến Sinestra, một vị tướng đi rừng, cấm ở vị trí của Liburn. Thực ra thì Burn ở trong trận đấu này vẫn còn nhiều lựa chọn, và tôi đang muốn nói đến một vị tướng cũng là vị tướng mới nhất của Liên Quân Y chúng ta, đó là AOE. Liệu rằng Bung có đánh AOE trong trận đấu này không? Tôi nghĩ đã xem livestream của Bung thì thấy Bung gần đây đánh AOE cực kỳ nhiều. Cá nhân tôi thấy rằng nếu mà lấy AOE trong đội hình này đánh khá ổn, tại vì họ có cho mình một dàn tiền tuyến tốt với khả năng mở giao tranh đến từ luyện ngục của Malok. Thì việc có cho mình một khả năng băng cản từ tuyến sau đến từ vị trí AOE cũng là rất tốt, và khả năng ám sát và chủ lực đặc biệt là những vị tướng kiểu dạng như Lavi, đồng ý, để khai thác vào đó với tình huống đu tường cùng với chiêu thức long chạm và ám sát đối phương với chiêu cuối có khả năng miễn nhiễm. AOE có quá nhiều đồ chơi để có thể ám sát vào những chủ lực của bên phía đối phương, nhưng quan trọng rằng là liệu AOE đã có thể được ứng dụng một cách gọi là nhuần nhuyễn trong đội tuyển Sài Gòn Phantom hay chưa. Bởi chúng ta cần phải nhớ lại một điều rằng là giải đấu đấu truyền vọng chúng ta sẽ là khu vực đầu tiên được phép chơi AOE. Còn 2 khu vực còn lại đã bắt đầu trước đó là giải đấu Thái Lan APL và GCS, hiện tại chúng ta vẫn chưa chơi AOE, nên vẫn chưa có quá nhiều nguồn để tham khảo. Và rõ ràng nếu như chúng ta thấy một sự xuất hiện của AOE trong ván thi đấu này thì đó sẽ là một nguồn tham khảo chỉ không chỉ cho khán giả chúng ta, thậm chí các đội tuyển các vực khác họ cũng có thể nghiên cứu được. Và sự lựa chọn đến từ phía Sài Gòn Phantom đó là Whis, một quân bài được sử dụng rất nhiều tại giải đấu Thái Lan, một quân bài xạ thủ đang có được sự cải tiến và sức mạnh rất khỏe, và là một trong những hot pick tại những giải đấu các khu vực lớn, đó là Bắc Trung Hoa cũng như là Thái Lan. Và điều này cho thấy rằng bên phía của Sài Gòn Phantom đang có cho mình một sự nắm bắt về meta rất tốt. Và cuối cùng thì điều mà tôi và anh Hoàng Sơn đã muốn
thì đã tới rồi. Aoi thật và đó sẽ là Aoi dành cho Bâng trong ván thi đấu này, nhiều khả năng dành cho Bâng ở nhiều vị khả năng trí dành đi cho Bâng mà thôi. Họ có cho mình một dàn tiền tuyến và một dàn lá chắn tốt như thế này với Lorion và với cả Malok, hai cô bài đánh rất khỏe đầu trận đấu và để lao vào giao tranh rất là khỏe, thì rõ ràng việc lấy đi Aoi là một sự lựa chọn hợp lý. Một cô bài chất tướng sát thủ, đấu sĩ sát thủ và có khả năng lăn cầu tuyết từ đầu đến cuối game, mạnh từ đầu đến cuối game. Aoi thường thì con bài nào mới ra thì nó vẫn mạnh mà, và tôi nghĩ rằng chuyện mà Bâng sử dụng con bài mới nó cũng đã diễn ra, nó khá là quen thuộc rồi đúng không? Bâng luôn là người cập nhật beta thuần thục hết rồi. Vấn đề mặt bể tướng mới nó không phải vấn đề cả Bâng, không phải vấn đề. Vấn đề là liệu chúng ta sẽ thấy Aoi thi đấu trong một trận đấu chuyên nghiệp nó như thế nào. Tại vì tôi thấy rằng đấu xếp hạng thì con bài này thực sự là một con bài nguy hiểm. Và chúng ta đang nhìn thấy lựa chọn khu vực đường trên dành cho Vigaming đó sẽ là Yena trong tay của Hoàng TD, một chất tướng tương đối là đa dụng khi có thể sử dụng theo kiểu cả công cả thủ. Wow. Và lựa chọn cuối cùng Trần Phantom sẽ là gì đây? Lúc đấy thì đã nhá ra con bài Grips và sau đó thì vừa rồi nhá nhầm sang Zephyr. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là phải có một xạ thủ ở trong đội hình của Trần Phantom, không thể lấy thêm Zephyr được nữa. Và sẽ là Grips chăng? Sẽ là Grips ở trong trận đấu này cho Trần Phantom. Trong khi đó thì Vigaming họ đã khóa cả năm sự lựa chọn của mình, và sau khi có được Yena cho Hoàng TD thì lựa chọn dành cho Han ở trong trận đấu này sẽ là con bài Krizik, một con bài mà tôi nghĩ rằng kể từ khi ra mắt cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn là mạnh thôi, bởi vì Krizik với cái vạn vật hấp dẫn của nó luôn luôn mang lại sự đột biến cực kỳ lớn ở trong giao tranh. Chỉ tiếc là trong trận đấu này thì Krizik không có sự phối hợp với những vị tướng theo kiểu là tạo ra các vòng tròn đúng không? Tôi nghĩ rằng mới là mắc binh khi mà Krizik có thể kết hợp cùng với các con tướng kiểu là Krizik này, điêu thuyền hoặc là đâu đó là Krizik nữa. Một đôi triple Kree mà chúng ta cũng đã nói đến rất nhiều khi mà người đài sử dụng rất nhiều ở trong các giải đấu quốc tế. Tôi nghĩ rằng họ đang xoay bài nhiều hơn, vì chúng ta thấy được rằng là bên phía của đội tuyển Sài Gòn đang có những quân bài khá khỏe và cần có một quân bài để ám sát. Thì bên phía của Vigaming họ có một quân bài sát thủ cũng rất mạnh là Zata. Họ có cho mình một khả năng về lết với carry đến từ chủ lực Maris khi anh ta chơi Lavi. Việc lấy đi quân bài Krizik này là một sự đột biến, đúng là đột biến thật, nhưng nó không còn là một thứ gì đó quá khó giải nữa. Ở khoảng thời điểm về trước thì những tình huống combo đến từ vị trí của Krizik là rất khó chịu, nhưng tại thời điểm này hay thậm chí tại AIC 2020 thì vị tướng này tự dưng mất đi vị thế là một vị tướng ở tier 1. Các đội tuyển sẽ dễ dàng né khỏi những tình huống vạn vật hấp dẫn đến từ vị trí của Krizik, dù vị tướng này khi kết hợp với cái tốc biến và cái chiêu thức đó thì hoàn toàn có thể mở ra một tình huống bắt lẻ rất tốt. Và tại phiên bản đảo sương mù thì vị tướng này có một chút sự chỉnh sửa ở cái vạn vật hấp dẫn, khi rằng hồi chiêu của cái vạn vật hấp dẫn nó đang từ khoảng từ 10 đến 9 giây thì bây giờ nó chỉ còn là 10 giây mà thôi. Điều nó sẽ khiến cho cái độ trễ cũng như là cái khả năng sử dụng vạn vật hấp dẫn nó bị chững đi một tí, nó không phải là quá đáng kể nhưng nó vẫn là một cái sự chỉnh sửa nhất định với cả vị tướng Krizik. Như vậy là trước đó thì Trần Văn Tôm họ đã cấm đi quân bài Mark, một sự bảo kê dành cho vị trí của Red ở trong trận đấu này với quân bài Grips nữa. Và đây chúng ta hãy nhìn lại 10 vị tướng sẽ được lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên của cuộc đọ sức giữa đội tuyển Vigaming và đội tuyển Sài Gòn Phantom trong ngày khai mạc của đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Yena, Wonder Woman, Zata, Lavin và Krizik là những gì mà Vigaming sẽ có. Trong khi đó thì Sài Gòn Phantom sẽ có Florentino, Aoi và Lorion khu vực đường giữa, cùng với đó là hai vị tướng ở khu vực đường rồng nữa dành cho đội tuyển Sài Gòn Phantom là Whips cùng với Malok của ZF. Lò xo Milda đưa 10 vị tướng ra khu vực đường giữa ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của ván đấu này. Chúng ta cùng nhau đến ngay với những giải những bước di chuyển đầu tiên đến cả hai đội tuyển. Rõ ràng cho đội hình bên phía Vigaming thì họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của Maris ở khoảng thời gian về sau, khi mà chất tướng của Quang Hải cũng là một chất tướng không phải là quá khỏe do đoạn nửa về sau của ván thi đấu, đó là Wonder Woman, và ngay lập tức họ đang tạo ra áp lực. Phantom đang tạo ra áp lực bằng việc họ có những chất tướng khỏe và sải tay rất lực, đó là Malok và Lorion, để có thể cướp được con quái, khiến cho Quang Hải bị ảnh hưởng ít nhiều khu vực rừng của mình. Anh ta mất đi con quái đầu tiên, thậm chí Phantom còn tinh quái hơn ở việc kéo con quái thứ hai ra và khiến cho Quang Hải sẽ mất đi khá nhiều thời gian. Anh ta đã ngay lập tức phải di chuyển sang khu vực phần rừng còn lại để có thể kịp thời hướng tới bãi rừng còn lại, và điều đó sẽ khiến cho Giang Tôn có thêm khoảng trống để lấy được thêm một con quái nữa. Hai con quái được lấy đi một cách rất triệt để đến từ đương kim vô địch của đấu trường danh vọng. Khả năng là Quang Hải sẽ không kịp bấn bốn cho đến khi mà con rồng đầu tiên nó xuất hiện, khi mà Sài Gòn Phantom với cách nhập trận như thế này thì họ đã cướp được hai con quái của đối phương. Và Sài Gòn Phantom đang tiếp cận trận đấu này khác với những gì mà Vigaming đang làm. Vigaming đang làm tương đối truyền thống khi mà họ chỉ có một Grammer đi cùng với một vị trí đường giữa để dọn lính, sau đó thì vào khu vực đường rừng hỗ trợ cho người chơi đi rừng mà thôi. Còn ở đây thì Sài Gòn Phantom quyết định là sẽ đi ba người với ba thành viên là Lạc, Red cùng với ZF đi với nhau. Từ đây đến giờ thì họ đã cùng nhau ăn cho mình tơn lính đường giữa, cướp đi hai con quái nhỏ ở khu vực đường rừng, sau đó xuống khu vực đường dưới mà không mất đi bất kỳ một con lính nào cả. Bây giờ thì có level 3 dành cho khu vực đường giữa là Lạc, cùng với đó Red cũng đã có level 3, ZF cũng đã bật 3 rồi, rất khỏe. Với Malok và Lorion họ có rất nhiều sát thương để có thể đối đầu và giao tranh ngay ở trước cấp độ 4. Trên Vigaming, họ thừa hiểu điều đó, họ cũng để cho đối phương có thể có được rất nhiều lợi thế. DHT giữ được con quái
nó ảnh hưởng rất nhiều tới kinh nghiệm của Quang Hải. Quang Hải may mắn rằng Quang Hải cũng đã có được cho mình được cấp độ 4. Có rồi. Cùng với những con bùa đều đặn ở trên chân của mình, và bây giờ là lúc mà Quang Hải sẽ phải tìm cho mình một góc để có thể tạo được lợi thế đầu tiên. Thì Vinh Minh đang hướng tới cho mình đó là Hang Rồng cùng với hai thành viên còn lại là Han Maris và DHT đứng cảnh giới tại đây. ZF rất khỏe với chất tướng Malok. Anh ta chưa nhảy 4, rõ ràng anh ta hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên với sát thương đến từ những tình huống quỷ kiếm của Malok cũng như là cả Lorion nữa. Đu thẳng vào khu vực bồ đỏ của đối phương để cướp được con bồ đỏ rất quái từ vị trí của Bâng cũng như là Sài Gòn Phantom. Bâng đã hơn gần một level so với những gì mà Quang Hải đã làm. Quang Hải sử dụng dây thừng để có thể kéo Bâng, và có vẻ như đang có giao tranh khu vực hang bồ đỏ của đội tuyển VK mình. Hải dùng cho mình chiêu cuối và sau đó thoát về, còn Han có vẻ đang chết thuê ở đây hay chăng đây. Anh ta kích hoạt cho mình vạn hồi hấp dẫn để có thể hút được ba người của đối phương Red yếu máu và chạy về. Trong tối nay ZF đang cản lên, bị dồn đa bởi các thành viên của đội tuyển VK mình, nhưng ZF là tương đối cứng ở thời điểm này. Anh ta có thể thoát được về. Hết chiều rồi, hết chiều rồi. Sau tình huống hút ba đến vị trí của Han rất tốt thì không có thêm chiêu thức nào nữa. Một tình huống đu với long chảo để cướp được con bùa xanh, như một người nhện từ vị trí của Bâng băng vào phun hoa từ vị trí của Đồng Nam. Anh ta phun hoa rất vượt bà tại đây, và anh ta có thể sẽ khiến cho bên phía VKB mất đi chiến công đầu, và chiến công đầu thuộc về cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Quang TD là người đã nằm lại trong tình huống đó. Anh ta chắc chắn không còn lối thoát khi mà có cả ZF với cú luyện ngục lực nhảy thẳng vào vị trí mà Hoàng TD đã lựa chọn. Thậm chí là Hoàng TD còn mất đi cho mình cái tốc biến trước đó nữa rồi. Và VKB giờ đây thì họ đang hướng đến cho mình con rồng đầu tiên của trận đấu này, khi mà Sài Gòn Phantom sau khi lấy được mạng của Hoàng TD quyết định là chia ra ai về đường người đấy, và họ đẩy những tên lính cao, cũng như là lúc này đây thì ở trong tay của Red đó là con bài Wiz cũng đang ăn cho mình con quái nhỏ nữa. Nhưng mà anh có thừa nhận một điều rằng với tôi rằng VK Sài Gòn đang có một đội hình dễ đánh không? Dễ đánh quá. Họ có một sự hài hòa về mặt sát thương rất là đầu trận đấu. Họ có Fredino, Malok và Lorion sẵn sàng ra thanh sớm. Họ có cho mình sát thương đến từ Bâng, và thậm chí là cả Red ở về sau của trận đấu nữa để đảm bảo khả năng late game. Chiêu cuối ở trong góc hẹp là rất tốt, và Red có cho mình đó là cái tình huống bắn chiều cuối pháo cao xạ rất nguy hiểm, nhưng sau đó ZF đã bị hủy diệt bởi đó là DHT. Và bây giờ băng vào đó là Lai Bâng với cú long chảo cực kỳ nhiều sát thương. Anh ta lấy được mạng của hai thành viên đối phương, một người phải chạy về đó là Han, nhưng Han có chạy được hay không đây? Bâng thoát ra với chiêu cuối của mình, và anh ta cùng với những người đồng đội của mình đang gây sức ép cực kỳ lớn lên khu vực trụ đường dưới này. Còn chấm máu đó là Maris, thiếu đi một chút sát thương đến từ long diệt để hạ gục thành công Maris. Tiếp tục đu vào khu vực bùa đỏ đến từ vị trí của Bâng, tiếp tục cướp đi con bùa. Rõ ràng trước khi ban nãy tôi có nhìn ở trên táp đồ cách đây khoảng độ 30 giây thì anh ta đang hơn 600 tiền so với Quang Hải. Đó là Bâng, một tiếng đu dây vào từ vị trí của Bâng, và thêm một lần nữa thì đây là một thế trận lăn cầu tuyết mà có lẽ là quá triệt để dành cho Sài Gòn Phantom. Họ đã hoàn toàn nắm thế ưu trong thế cấn chọn, và với đội hình với 5 vị tướng mạnh như thế này thì họ lại càng có một khả năng triển khai thế trận tốt hơn. Cái khả năng gây sức ép của Wonder Woman ở đoạn đầu trận đấu nó không được quá đột biến như cái sự tiếp cận nhanh của Aoi và Hoàng TD. Mất đi cầu băng xương, tôi nghĩ rằng là có thể chống chịu được một chút và lui về qua cầu băng xương đó đã giúp được cái mạng anh ta còn sống. Tiếp tục là đu vào với long chảo. Maris bị dí bởi Bâng hạ cũng thành công của Maris. Bâng thoát ra với long diệt, anh ta bật lên cho mình quả cầu băng xương, nhưng anh ta vẫn đang trong tầm bắn của Han. Bâng bị kéo lại bởi đó là dây thừng chân tật. Quang Hải lấy được cái mạng của Bâng. Quang Hải làm khá tốt trong tình huống vừa rồi với cú đáp bằng kill mà anh ta tạo ra, và các thành viên Sài Gòn Phantom phải bỏ chạy về, nhưng đường dưới thì sẽ có trụ hai dành cho Sài Gòn Phantom. Khoảng trống là quá dễ dàng để cho Red có thể đào được hai cái trụ dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Trong một tình huống mà tưởng chừng như tình huống chấm dứt đó đến từ vị trí của Quang Hải, khi anh ta lấy được 400 tiền của Bâng nó sẽ là một chút thuận lợi. Nhưng nhìn đi thế lại về thế trận thì họ đã bị đè dừng quá nhiều, và khu vực đường dưới thì hoàn toàn là free farm dành cho Wiz. Rõ ràng một thế trận tương đối khó đánh, khoảng cách chỉ là hơn 2.000 tiền mà thôi, vẫn chưa có gì gọi là quá khó dành cho VGaming cả. Nhưng nói về thế trận và về chất tướng thì có vẻ mọi thứ đang là khó khăn. Yena hoàn toàn ở cửa dưới so với Đồng Nam, khi ta được cầm cho mình và thả Fratino ra cho anh Đồng là hỏng rồi. Là hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Anh Đồng phun hoa hai nhịp và quá mượt mà, mượt 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 đến từ vị trí anh Đồng. Sau đó thì Yena mất đi cho mình cái tốc biến và cũng không thể mà giữ lại được mạng của mình nữa. Đây là dây thừng chân thật được tạo ra. ZF nhảy hơi hớ trong tối này, nhưng Bâng đang lao đến với cú đu tưởng của mình lấy đi cái mạng của Red đó là Quang Hải. Sau đó thì Bâng làm gì đây? Bật cầu băng xương và chạy về được hay không đây? Quang Hải đã phải nằm lại rồi. Bâng đòi nợ được ở trong tình huống này. Long chảo và long diệt rất tốt để miễn nhiễm được sát thương và lui về được thành công. Maris bắn chưa có tí sát thương nào cả. Rất khó cho vị tướng xạ thủ của bên phía đội tuyển VK mình. Nếu có hai cái bao tay đến từ vị trí của Maris và cái kiếm đó, dài. Một cái kiếm dài với cái dây kiên cường. Khó quá, 2.600 tiền. Và 3.600 tiền dành cho Red, anh ta có được thanh kiếm. Rõ ràng là sát thương từ Wiz và cả lượng tiền của xạ thủ này đang đè. Mặc dù Red thì chưa tham gia trực tiếp vào bất cứ một tình huống giao tranh nào quá đáng chú ý cả. Đồng ý. Nhưng rõ ràng thì phải khả năng farm thì anh ta trong một cuộc đua hội thi farm với cả Maris thì anh ta làm tốt hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, khi mà thế trận của VKB hiện tại đang ở thế trận cửa dưới như thế này thì thật là khó. Ui. Để cho Maris được chơi và tiếp tục là anh Đồng. Anh ta lướt và anh ta trượt băng nghệ thuật, anh ta tấn công vị trí của Han. Han phải bật cho mình hồi máu, anh ta tiếp tục và thế là hết.
Ui, quá dã man, Đông Nam đã lấy đi cái mạng của trợ thủ đối phương, sau đó thoát ra nhẹ như lông hầu. Bây giờ Quang Hải đang lao vào băng vào anh ta, tấn công vị trí của Đông Nam và sử dụng chiêu cuối một cách rất mượt, và Đông Nam vẫn lết đi được ở trong tình huống này. Red đang lao đến, cú nhảy vào của ZF nó là lợi hại, và Lạc Lạc cũng đang đến đây. Quang Hải bị khép góc hoàn toàn, bị lấy mạng bởi Vâng, chết thêm một người nữa, đó là Yena trong tay của Hoàng TD, và vỡ trận hoàn toàn của WeGaming. Vỡ trận có lẽ là một từ cũng không phải là sai tại thời điểm này, dù với trận phút thứ 7 mà thôi. Một lợi thế quá lớn dành cho Đương Kim vô địch. Họ đã làm quá tốt ở những tình huống chọc tức vào khu vực rừng và khiến cho Quang Hải bị chậm đi ở khả năng di chuyển. Họ khiến cho vòng rừng của WeGaming bị đảo lộn. Họ nắm bắt thời gian ra bùa của WeGaming và những pha tu vào với long trảo để cướp bùa rất tốt của Bân, và bây giờ sẽ là mục tiêu mà họ hướng tới, và cũng chính là mục tiêu mà Sài Tôm đang muốn hướng tới. Có nghĩa là họ muốn kết thúc trận đấu, hoặc ít nhất là đẩy nhanh thành cục diện trận đấu bằng việc có được chuyên công và tuần xe ra ở ngay phút thứ 7 trước phút thứ 8. rất nhanh chóng 6.700 tiền là những gì Sài Gòn Phantom làm tốt hơn ở thời điểm mà con tàu thần xuyên ra vừa mới ra mà thôi. Ở đây chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi, khi mà những cú phun hoa của Đồng Nam nó khởi đầu cho một nhịp những tình huống tấn công cực kỳ mạnh mẽ đến các thành viên của Sài Gòn Phantom. Quang Hải băng vào cố gắng lấy mạng của Đồng Nam, nhưng anh ta có lẽ là quá khó để làm việc này, và quan trọng là bão từ trường của Lorion của Lạc Lạc đến đúng thời điểm quá. Họ đã quá hiểu nhau, họ bọc lót cho nhau và cover nhau rất tốt. Cú bão từ trường trong cái góc hẹp đến như thế thì lấy đâu ra cửa mà thoát được thân. Đồng lại phun rồi, Đồng lại phun hoa liên tục và DAT lại khiên dựng và lui về. Giờ thì gia tăng cũng không phải là một thứ gì đó quá đáng sợ với Sài Gòn Phantom nữa. Tầm này thì có lẽ sẽ là hơi đi quan nếu như nói rằng chất tướng của Đinh Kim Minh đang thua thiệt cảm giác về sau so Sài Gòn Phantom. Nhưng mà thực tế thì có lẽ là đúng là như vậy. Sẽ thật khó cho bên phía của Đinh Kim Minh để làm được một điều gì đó, trừ khi một World Cup đẹp đến từ Hàn và sai lầm của Sài Gòn Phantom tới. Điều này là một điều với một đội tuyển nhiều kinh nghiệm Sài Gòn Phantom, đây là một điều khá khó để xảy ra. Họ đang tràn lên với con rồng tiên phong được thả khu vực đường dưới này, và thế ép là cực kỳ mạnh mẽ, bắt đầu đu đường đến từ vị trí của Lai Bơng. Sau đó thì luyện ngục nhảy vào, không có khả năng chống cự đến từ WeGaming. Họ đang phải bỏ chạy về khu vực tế đàn của mình, lao đến với bão từ trường của Lạc Lạc, lấy đi cái mạng của Zata trong tay DAT. Và làm gì đây, muốn endgame hay không đây? Chưa được, họ hài lòng với điều đó. Đó là một cú long chảo đu không đúng người đến vị trí của Bâng, nó cũng đã góp phần rất nhiều cho việc mở giao tranh. Giao tay thần kỳ từ vị trí của Quang Hải cố gắng lên về, Hàn đang cố gắng chống chịu sát thương. Sao tôi muốn lấy đi hai được sức cấp, và thậm chí cả ván thi đấu này khi mà họ còn đủ cả 5 thành viên, chờ một cú chưa có luyện cục đến vị trí của ZF đang băng vào đến từ long chảo sát thương là quá nhiều đến từ Bâng. Anh ta hàng cùng được hai người, các thành viên còn lại của WeGaming cũng đang đụt máu không phanh, và đó sẽ là quét sạch các thành viên của bên phía đội tuyển WeGaming, đem về chiến thắng dành cho nhà vô địch ngay trong trận khai mạc của đấu trường Tây Bắc mùa xuân 2021. Phải nói là quá nhanh dành cho Sài Gòn Phantom khi mà họ đã khiến cho đối phương không kịp thở trong trận đấu vừa rồi. Một trận đấu nó diễn ra không cửa bật dành cho WeGaming, không có bất kỳ thời điểm nào mà họ cho thấy rằng họ có thể bật lại kể từ khi mà Sài Gòn Phantom bắt đầu tăng tốc cả. Và tôi ấn tượng nhất với quân bài AOE của Bâng trong bài đấu vừa qua. Quá dã man. Tình huống bao vào cuối cùng phải nói là hàng tấn sát thương tạo ra hai người tụt máu, và quá dễ dàng để thành viên ở phía sau họ chỉ việc băng vào, họ lấy đi cho mình hai cái trụ khu vực bậc thềm và đẩy thẳng vào khu vực giữa, lấy đi trận đấu này. Thất bại của WeGaming nhưng đó là điều mà có vẻ như trước khi trận đấu này diễn ra chúng ta cũng đôi chút đã có những dự đoán rồi. Khó cho đội tuyển này khi mà họ không có bớt LB ngày hôm nay, một thành viên đã quen thuộc và là cực kỳ quan trọng ở trong đội hình của WeGaming. Một tổn thất rất lớn, phải thừa nhận là tổn thất rất lớn, không thể nào trách được tập thể WeGaming cũng như là Maris nói riêng được, khi mà Maris cũng chưa va chạm quá nhiều với đấu trường chuyên nghiệp, và ngay trong ngày ra quân thì anh ta đang phải thay thế cho bớt LB. Anh ta đang phải lắp ghép đội hình WeGaming để giúp cho WeGaming có thể có một đội hình ổn nhất khi đối đầu với cả bên phía Sài Gòn Phantom. Đây không phải đội hình mà họ đã tập luyện với nhau, chắc chắn là một điều là như vậy. Đây sẽ là một tổn thất rất lớn nhưng phải thông cảm mà thôi. Nhưng trước tiên họ mới chỉ bị dẫn trước Sài Gòn Phantom với tỷ số là 1-0, vẫn còn cơ hội cho họ gỡ điểm và tìm kiếm điểm số ở những bàn thi đấu sau. Đối với Sài Gòn Phantom thì đây là một ván đấu nhẹ nhàng dành cho đội tuyển này, khi mà ngoài vị trí của Bâng đã hoàn thành rất tốt với quân bài AOE thì khu vực đứng trên Đồng Nam cũng đã chơi cực kỳ tốt với quân bài Florentino của mình. Nhưng như những gì mà chúng ta đã dự đoán thì đây là Clement of the Match với Lai Bâng. AOE 812 là KDA của người chơi đi rừng của đội tuyển Sài Gòn Phantom, MVP point là 10.2. Một lần nữa thì Bâng lại có mặt ở trong vị trí MVP, và tôi cũng liều dự đoán là khả năng cao Bâng sẽ có mặt trong vị trí MVP của lượt đi. Nhanh thế, mới có một bán thôi anh Sơn. Bởi vì như này này, trong mùa giải đấu trường danh vọng mùa đông 2020 thì Bâng có mặt trong đến 14 trận và MVP 14 trận ở giai đoạn vòng bảng, và nó vượt trội, nó gấp đôi so với người gần nhất. Nói chung là tất cả các thông số Bâng đều đứng đầu, đặc biệt là về tổng số điểm hạ gục. Đấy, anh ta là người gọi là bỏ xa tất cả các tuyển thủ còn lại tại đấu trường danh vọng, và ngay trong ngày ra quân ta bỏ túi 8 mạng hạ gục với quân bài AOE, một chút quân bài rất hot và là quân bài mà duy chỉ trong đấu trường danh vọng mới được phép sử dụng tại thời điểm hiện tại. Đồng ý. Giải đấu Thái Lan, giải đấu Đài Bắc Trung Hoa còn chưa được sử dụng, và chúng ta thấy sự gần gũi của Bâng khi sử dụng cho mình quân bài này, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc đem về chiến thắng dành cho Sài Gòn Phantom. Khi bà nhìn vào thông số anh ta đang đem đến
trước mắt chúng ta đây, một thông số hủy diệt. Chúng ta cùng nhau đến với thông số giữa VK Minh và Sài Gòn Tôm. Trận đấu không có quá nhiều điều để nói tại đây. Một sự vẫn còn chệch nhịp từ các thành viên VK Minh, rõ ràng đây một sự lắp ghép. Và chúng ta cũng cảm nhận được rõ ràng VK Minh cũng chưa có được sự vào form với đội hình mới này. Chưa vào form, thích nghi với đội hình mới này quá nhanh. Và Maris thì anh ta cũng chưa được thể hiện quá nhiều với Lavi. Đây một thế trận cũng khó đánh cho Lavi. Khó đánh. Đâu đó thì điểm sáng trong đội hình của đội tuyển VK Minh sẽ là người đi rừng của họ với quân bài là Wonder Woman, khi mà Quang Hải trong màn đấu vừa qua cũng đã có những tình huống tìm đến các thành viên quan trọng của đối phương tương đối ổn. Anh cũng là người đã lấy được cái mạng chấm dứt của Bâng. Một cái mạng duy nhất mà Bâng đã phải nằm xuống màn đấu vừa rồi đó là do Quang Hải lấy được. Và đó là điểm sáng của đội hình của VK Minh mà thôi, còn ở các vị trí còn lại thì thực sự là quá khó dành cho VK Minh. Dành cho VK Minh để họ có thể tạo ra được bất ngờ trước đội tuyển Sài Gòn Phantom ở trong ván đấu đầu tiên này. Một ván đấu mà Sài Gòn Phantom đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình với những gì mà họ đã thể hiện trước VK Minh. Trận đấu diễn ra tương đối nhanh. Nhanh, khá nhanh. Độ trận rất nhanh. Và rõ ràng là bên phía Sài Gòn Phantom cũng rất khó chịu và tỏ ra họ là một đội tuyển cũng nhiều kinh nghiệm, khi mà họ cũng đã tận dụng được triệt để cái chân tướng của Quang Hải cũng như là cái sự thiếu cẩn thận của các thành viên VK Minh để có tình huống đầu tiên can thiệp và cướp được hai con quái rừng. Rất hay. Đồng ý. Rất hay. Và chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi trong ít giây để những tình huống hay nhất của bàn thi đấu vừa qua trước khi cùng nhau đến với bàn đấu thứ hai giữa Sài Gòn Phantom và VK Minh. Green Man 3.1 tắm bội dưỡng toàn diện cho game thủ. Thắng tại kỹ năng, bại tại gấu ngứa. Không! Đừng lo, đã có Green Man 3.1 với 3 sức mạnh bất bại. Hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Xin phép nhé. Ê, chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên. Trừ hiệu sức cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate. Castrol Power One Ultimate mới, hiệu sức cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah.
Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận thi đấu khai mạc của đấu trường giai vọng mùa xuân 2021, được đồng hành với đó là thương hiệu dầu gội số 1 dành cho nam giới, cũng Clem 3.1 cũng như là thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power. Chúng ta đã có được đội chiến thắng trong vài đấu đầu tiên khi mà Sài Gòn Phantom vượt qua được đội tuyển V-Gaming và tỷ số hiện tại đang là 1-0. Đội nào thua ở trong vài đấu đầu tiên thì sẽ được chọn bên ở trong vài đấu thứ hai. Có một lưu ý nhỏ như thế, nếu như chúng ta nhớ lại phần ban pick của vài đấu đầu tiên thì Sài Gòn Phantom là đội tuyển xếp vị trí bên trái, họ được chọn ban pick là ở bên nào trước, họ đã chọn cho mình là bên đỏ và chọn cho mình luôn cặp đôi Maloc Lorion huyện. Ngay từ đầu tôi đã nhận định luôn đó là một thế trận ưu ngay từ cấm chọn dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Họ đã có được tất cả những vị tướng mạnh nhất và cái cách mà V-Gaming lựa chọn chỉ là cố gắng xoay bài mà thôi. Và rõ ràng cái đội hình đó đã khiến cho họ khó đánh. Phải thiệt là khó đánh. Cái thứ hai nữa là về mặt nhân sự cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới đội hình V-Gaming. Cái thứ ba nữa là đối thủ của họ cũng đang ở một form phong độ rất là cao. Đồng ý. Điều này khiến cho V-Gaming đã gặp được cái sự choáng ngợp và chỉ sau đó trên dưới khoảng độ hơn 10 phút một tí thì trận đấu đã kết thúc chỉ số vô cùng chóng vánh, đó là 1-0 cho Sài Gòn Phantom. Rõ ràng Sài Gòn Phantom một đội tuyển có đẳng cấp cao hơn, một đội tuyển có lực lượng tốt hơn nữa khi mà họ đang có được bộ khung đã quá nhuyễn nhuyễn với nhau trong quãng thời gian vừa qua, vô đối trong nước rồi. Vô đối. Bây giờ đối đầu với một đội tuyển V-Gaming khi mà họ đang gặp một giai đoạn khó khăn với việc là bớt LB chưa thể có mặt ở trong trận đấu này thì Sài Gòn Phantom họ có đủ thứ ưu thế ở trong tay để có thể vượt qua được V-Gaming. Và đấu thứ hai này thì V-Gaming sẽ là đội được quyền chọn bên và họ sẽ có được cơ hội để có được một hoặc là hai vị tướng mà họ ưu ái dành cho bài đánh của họ, có nghĩa rằng là họ sẽ có sự chủ động tốt hơn, ít nhất là họ sẽ có sự chủ động tốt hơn trong việc là họ sẽ thiết lập bài đánh của mình như thế nào xoay quanh một con tướng, hai con tướng hay là ba con tướng ở trong ván đấu thứ hai này. Trong trận đấu lượt đi của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2020 thì V-Gaming cũng thua Sài Gòn Phantom nhưng mà họ thua với tỷ số là 1-3, tức là họ còn thắng được một game đấu. Thì không biết là lần này thì họ sẽ hướng đến một kết quả như thế nào. Nếu như V-Gaming có thể thắng được một game đấu ở trong trận đấu này thì đó cũng sẽ là thành công, đúng không, khi mà họ sẽ có được một điểm với thể thức tính điểm khác đi so với đấu trường danh vọng mùa đông 2020. Đồng ý. Điều đó sẽ khiến cho động lực đến các tuyển thủ và cả đội tuyển sẽ tốt hơn rất là nhiều. Họ sẽ bỏ qua một thế trận như thế để có thể hướng tới một việc là phải giành được điểm số. Giành điểm số. Thay thắng vì một trận. Thắng ngày một trước trận đúng không? Ngày trước mà chỉ cần dẫn trước khoảng độ 2-0 thôi là tâm lý sẽ bị trù xuống khá nhiều. Nhưng lần này với thể thức tính điểm mới thế này, họ sẽ phải giành giật để có điểm số. Và càng nhiều điểm số tích lũy thì cơ hội để bạn có thể góp mặt trong những vòng đấu xong là càng cao. Đồng ý. Và chúng ta cùng nhau đến với năm sự lựa chọn trước đó mà cả hai đội tuyển đã sử dụng ngay trong ván đấu đầu tiên. Chúng ta vẫn áp dụng thể thức bo 5 Global Ban Pick, cấm chọn quốc tế. Và bên phía Sài Gòn Phantom đã có một đội hình có thể nói là power pick mạnh nhất trong meta hiện tại và họ đã có được chiến thắng. Điều đó khiến cho năm sự lựa chọn không bị phung phí quá nhiều. Còn với bên phía V-Gaming thì nhìn qua phải nhìn lại, họ mất đi ba quân bài cũng rất khỏe tại thời điểm này, đó là Zata, Wonderman và có ưu là cả Lavi nữa. Lavi. Còn với Yena và với Krizik thì đây không phải là hai sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Cũng có thể được coi là một vài những lợi thế nho nhỏ dành cho V-Gaming và có lẽ họ cần phải sốc lại tinh thần ngay trong ván thi đấu này. Họ cần phải tỉnh lại ngay trước khi, nếu như để Sài Gòn tiếp tục giãn cách tỷ số lên 2-0 thì có lẽ rằng mọi thứ sẽ là khó chồng thêm khó dành cho chú đại bàng chưa kịp hất cánh, đó là V-Gaming. Chưa kịp tung cánh đúng không? Chưa kịp tung cánh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến ngay với những lượt cấm đầu tiên đến từ bên phía của V-Gaming. Tiếp tục cấm vào đó là Omen và có thể sẽ cấm đi Zata, quân bài mà DHT đã sử dụng ở ván đấu trước đó. Ở ván đấu trước đó thì bên phía V-Gaming là đội tuyển cấm đi Omen cũng như là Hayate. Cấm đi hai quân bài solo lên có khả năng gây sức tương chuẩn, nhưng lần này thì họ lại phải cấm đi Zata. Và sự lựa chọn đầu tiên là một sự lựa chọn hiện tại đang được đánh giá rất cao ở trong meta này, đó là sự lựa chọn vào Lữ Bố đúng không? Trong bối cảnh mà tại phiên bản này các món trang bị giảm hồi máu bị giảm đi phần nào sức mạnh thì tự dưng nó gián tiếp tăng sức mạnh cho vị tướng có khả năng hút máu và khả năng càn quét cho giao tranh. Và Lữ Bố là một trên quân bài khả năng càn rất mạnh từ đầu đến giữa trận đấu, và đây là một sự chọn tương đối mở khi vị tướng này hoàn toàn thì áp dụng vị trí solo đường tà thần Xê Gia cũng như là hoàn toàn có thể đánh được trường rồng. Một lựa chọn mà hoàn toàn có thể đi vào khu vực rừng dành cho Quang Hải trong trận đấu này. Ván đấu trước thì Quang Hải đã sử dụng một chất tướng đấu sĩ ở khu vực đường rừng rồi, đó là quân bài Wonderwoman. Và như tôi cũng định nói, đấy là khi mà hở zip ra thì có lẽ Sài Gòn Phantom sẽ lấy cả một cặp thôi, một cặp xạ thủ trợ thủ, khi mà zip cùng với một bất kỳ một xạ thủ nào đó ở vào thời điểm hiện tại cũng có thể đánh được với con zip này tốt cả. Và có zip dành cho ZF trong vài đấu này có nghĩa rằng sẽ chọn luôn một xạ thủ mà ưng ý nhất dành cho Red, có nghĩa chúng ta đang nhìn thấy sự lựa chọn đến từ Violet cũng như là zip ở trong hai lần lựa chọn đầu tiên Sài Gòn Phantom. Với việc là để thua ở trong vài đấu đầu tiên thì V-Gaming họ đã lựa chọn ở bên phía đội xanh, còn Sài Gòn Phantom thì họ đang có ở vị trí của mình bên phía đội đỏ, và có nghĩa họ cũng sẽ có được một cặp lựa chọn trước so với đối thủ. Hai lựa chọn của V-Gaming trong các lựa chọn thứ hai và thứ ba của họ là Timmy ở khu vực đường trợ thủ và một lựa chọn nữa là Rask đứng giữa dành cho DHT. Hai AT ván đầu thứ nhất bị cấm đi bởi V-Gaming nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là chưa mặn mà cho lắm dành cho lượt lựa chọn đầu tiên ở phase đầu tiên thì phải. Và nếu thế thì có lẽ tôi nghĩ rằng là Sài Gòn Phantom họ sẽ cấm đi hai AT ở phase thứ hai này đấy. Trước tiên họ đã cấm đi một quân bài xạ thủ khác, đó là Caffeine rồi.
Hiện tại thì họ cũng đã có được Violet ở phase thứ nhất nên họ cầm đi vị tướng xạ thủ làm điều không quá bất ngờ. Bên phía San Antonio cầm đi Richter và Lorion, quân bài mà Đà Lạt đã chơi ở ván đấu đầu tiên. Bên phía VGaming thì họ có trong những quân bài trợ thủ cũng rất khỏe, đó là Timmy với khả năng hack tiền cho xạ thủ chủ lực. Và rõ ràng là với việc bạn có Timmy thì hà cớ gì mà không chơi vị tướng xạ thủ, đúng không? Không cầm Hayate Huy ơi. Cầm thả Moren ra Hayate và cấm đi Moren. Tôi nghĩ thì trận này nên lấy Hayate, lấy được Moren. Thực ra Sài Gòn Phantom thì không có một chiếc tướng kiểu cồng kềnh cho lắm, đấu sĩ đỡ đòn, tanh cứng, ghê gớm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là VGaming sẽ cần phải ôn in trong trận đấu này nếu như họ không muốn để cho gánh nặng tâm lý họ bị lớn. Nếu mà để thua ở trong ván đấu này có nghĩa rằng là họ sẽ chạm gần đến một ván thua trắng, một trận thua trắng. Thực tế thì việc cấm đi Moren là một lượt cấm cũng có thể được coi là mang tính chất chiến thuật, tại vì ở GCS và RPL thì đặc biệt là với 0-2-2, anh ta chơi Moren ở vị trí solo lên rất khỏe, và thậm chí mẹ team còn áp dụng chiến thuật hai xạ thủ trong một trận đấu để chờ trên sau phút thứ 15. Lúc đó họ sẽ được khỏe hơn, họ chỉ cần phòng thủ trụ thật tốt và sau đó họ sẽ bật lại bằng sức tướng họ có. Và Cafidi và Moren đến một điểm chung là giai đoạn về cuối trận đấu gần như là độc cô cầu bại ở vị trí xạ thủ với hàng tấn sát thương được tạo ra. Nhưng rõ ràng là việc thả ra Hayate cũng thể là một cạm bẫy nha, bởi vì Sài Gòn Tôm tự nhiên thả ra quân bài Hayate và VGaming đang cần xạ thủ. Đây sẽ là thứ mà VGaming phải thực sự toan tính trong đầu để có thể đưa ra sự chọn cuối cùng dành cho Maris. Nhưng trước tiên họ đang hướng tới đó là Suman. Và tôi đang định nói đến việc là họ hoàn toàn có thể để cho hai đấu sĩ solo lên, và với Suman sẽ có thêm cả Sinestra, họ sẽ được bổ trợ cùng với cả Timmy để hack tiền và sẽ được nhường đi một phần kinh nghiệm dành cho Suman tại khu vực được đặt thời gian. Nhưng cuối cùng họ lựa chọn vào Whips. Ở ván thi đấu trước thậm chí Red còn chưa được chơi, hầu như chưa chơi, điểm đấy rất thấp, KDA 116. Và Red hoàn toàn mờ nhà dù anh ta hack rất nhiều tiền, bởi căn bản là bên phía của Sài Gòn Tôm đã làm quá tốt, đặc biệt với cá nhân của Bông đã hoàn toàn carry trọn vẹn trong ván thi đấu đó. Ván thi đấu này thì chúng ta sẽ được xem là liệu rằng Wiz ở phiên bản này có gì ưu thế mà để các đội tuyển chuyên nghiệp họ lựa chọn rất nhiều thời gian gần đây, và đó là sự lựa chọn đến VGaming. Với đội hình này thì khá chắc chắn rằng Lữ Bố sẽ vị trí đi rừng rồi. Có một vài trường hợp nhỏ có thể xảy ra là Wiz hoàn toàn thể lựa chọn vị trí đi rừng, nhưng với cá tính và phong cách với chất tướng của Quang Hải thì có lẽ việc lựa chọn vào vị tướng Lữ Bố vị trí đi rừng sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn dành cho người chơi này. Hoàng TD ở vị trí đặt tấn ra với Superman và quân bài xạ thủ đó là Wiz. Qua đó Wiz đang trở thành vị tướng có tỷ lệ lựa chọn lên đến 100% trong cả hai ván thi đấu đều xuất hiện. 100% dành cho lựa chọn Wiz. Trong khi ván đấu này thì Bơng sẽ lựa chọn cho mình quân bài điện Murad ở khu vực đường rừng. Murad cũng là một trong các quân bài sát thủ được tăng sức mạnh ở phiên bản mới nhất của chúng ta, chỉnh sửa lần 1 của đảo sương mù, khi mà giờ đây thì máu hồi phục, máu tăng theo cấp thì đúng hơn, máu cơ bản tăng theo cấp của Murad đã được tăng lên từ con số 215 lên là 250, tương đối nhiều đúng không? Con số tương đối nhiều, hơn 35 máu cho mỗi cấp dành cho quân bài Murad này. Ngoài ra thì khả năng hồi chiêu của tàn ảnh đao cũng là tốt hơn, và sát thương của tàn ảnh đao cũng là lớn hơn. Có nghĩa rằng những lần lướt của Bơng sẽ là liên tục, và sẽ mang lượng sát thương lớn khi mà Bơng có thể cắm dao vào vị trí của đối phương. Thời gian hồi chiêu được giảm một lợi thế. Bên cạnh quân bài Murad thì có hai quân bài sát thủ còn lại cũng đã được chỉnh sửa trong lần 1 của đảo sương mù. Đó là Nacro cũng như Quillen, để phần nào đó đem là những vị tướng sát thủ đi rừng vào trong vị trí rừng, khi mà gần đây thì tại phiên bản đảo sương mù trước đó thì họ đã bị thất sủng. Những vị tướng sát thủ đi rừng đã bị thất sủng khá nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bản đấu thứ hai giữa VGaming và Sài Gòn Phantom để xem rằng liệu với bước di chuyển lần này, với những chất tướng được coi là có thể càng đáng được trong giao tranh trước cấp độ 4, thì VGaming có thể bảo vệ tốt được phần rừng dành cho vị trí của Lữ Bố trong tay Quang Hải hay không. Lần này thì Sam Tom đã không dám quá mạnh mẽ nữa, bởi vì họ có những chất tướng cũng không phải là quá khỏe đấu trận đấu, đó là Liana cũng như là Violet, và chất tướng Zip không phải là một chất tướng có thể gọi là càn quét như Malok được. Thì cái khả năng gây khó chịu của Zip đánh giá rất cao, vẫn là cấu rỉa và cướp được con quái một lần nữa, lại là bấu một tí vào phần rừng đến từ Quang Hải. Nhưng lần này thì Quang Hải may mắn hơn một chút, anh ta đã giữ được cho mình đó là con quái thứ hai. Và đây lao vào nhau ngay từ những cấp độ đầu tiên. ZF đã mất đi cái tốc biến của mình. Người ta bảo là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tỉnh mà rồi. VGaming lại tắm lần thứ hai trên cái dòng sông bị mất con khỉ rồi. Sài Gòn Phantom họ làm việc giống y hệt như trong ván đấu đầu tiên, khi mà ba thành viên của họ là Red, là Lạc Lạc cùng với ZF lại đi với nhau, lại dọn cho mình tơn lính đường giữa và sau đó lại cướp một khỉ đầu lá của đối phương. Họ lại làm được điều đó. Sải tay của hai vị tướng pháp sư bên và xạ thủ bên phía Sài Gòn cũng có một sải tay tương đối dài. Họ cấu rỉa mất đi con quái cũng là một chuyện không có bất ngờ, thật đáng tiếc cho bên phía của VGaming. Quang Hải lần này thì anh ta đã có vòng rừng trọn vẹn hơn. Và với chất tướng của Lữ Bố thì anh ta cũng không cần phải lo quá nhiều đến cuộc chạy đua mà sức mạnh. Anh ta lên cấp độ 4, anh ta cũng sẽ rất khỏe ở tình huống giao tranh đầu tiên, đặc biệt là tình huống tranh chấp rồng. Nhưng mục tiêu lớn tiếp theo đó là rơi thủ vệ, tình huống giao tranh dưới này dám choáng được vị trí của Zeref, và Zeref có thể lùi về được với sự bè góc và kèm cặp của Lạc Lạc và Red.
Lạc Lạc chắn cho Zip ở trong tình huống vừa rồi, một cú đấm trên không đến từ vị trí của Rush nữa. Và ở đây thì Bung cũng đã có cho mình level 4, Quang Hải thì chưa. Quang Hải đang phải ăn tên lính của đường trên để có cho mình cấp 4. Bây giờ thì có cấp 4 rồi và có lẽ là sẽ hướng đến cho mình con rơi thủ vệ đầu tiên của trận đấu này. Đây là mục tiêu mà cả hai bên đều muốn, và rõ ràng đây sẽ là lúc mà Quang Hải và Superman có thể tận dụng được sức mạnh của mình ở thời điểm này. Nhưng họ đang chuyển hướng, họ đang hướng tới cái thứ hai mà họ muốn cho ván thi đấu này, đó không phải rơi thủ vệ, đó chính là con rồng hắc ám. Khi mà Hans Maris có vẻ là có động thái thông tin để gọi cho các thành viên tinh linh có mặt tại đây, họ muốn lấy đi con rồng đầu tiên của ván thi đấu này thay vì con rơi thủ vệ, và đó là một mục tiêu trao đổi tôi nghĩ rằng là cũng khá hòa dành cho bên phía của Vigaming. Thậm chí là với Timmy ở trong đội hình của mình thì bây giờ họ đang là những người nhỉnh hơn đôi chút về mặt lượng tiền không. Như vậy là lượng tiền đã được cân bằng dành cho đôi bên rồi. Ở đây Red đang có một mình, bị bắn liên tục bởi đó là Maris. Red phải chạy về trong cú này khi anh ta không có được sự cover đến từ hai người đồng đội quen thuộc của mình là Lạc Lạc cùng với đó là Zeref. Là Lạc và Zeref, Red bị mất đi nửa máu, buộc phải lui về để hồi máu. Chúng ta cũng vừa thấy được khả năng solo nếu như đối đầu trực diện giữa Whis và Violet thì Whis mạnh như thế nào. Whis đang bắn khá nhanh, làm choáng với những tình huống tấn công khi được cường hóa được đánh đến từ trường một cũng rất khỏe. Sát thương cơ bản đầu trận đấu đến từ Whis ở thời điểm này cũng rất mạnh, và đây là một trong những lý do khiến cho Whis quay trở lại một cách rõ rệt tại những trận đấu chuyên nghiệp, và đấu truyền vọng cũng không phải ngoại lệ. Han đang đi kèm cặp theo Maris như hình với bóng, và rõ ràng với thế trận này thì Sài Gòn Ban Tôn cũng như là Vigaming sẽ có một chất tướng cân hơn rất nhiều so với ván đấu trước đó. Lần này thì đã phải thả cho mình pháo cao xạ để có thể dọn được lính đến từ vị trí của Whis, khi mà áp lực của đối phương là rất lớn và với lượng máu nhỏ thì Maris vẫn có thể lui về được. Chiêu cuối từ Zeref không giữ chân bất cứ một ai cả, hoàn tên đây bị bọc đầu. Hạ nhân trưởng rất đẹp từ vị trí của đồng nam ở đây, và sau đó là cả tình huống tấn công từ Lạc Lạc nữa. Bật chiêu cuối buộc phải lui về đến từ hoàng tên đề, và sau đó thì sử dụng cho mình vô ảnh vực làm choáng được vị trí của Han. Han cũng đã lướt về trong tình huống vừa rồi, không ai nằm xuống cả, và bây giờ Sơn Văn Tôn bắt đầu kéo cả bốn người với một lượng máu rất đủ đầy xuống khu vực đường dưới. Họ hoàn toàn có thể gây sức ép, và có thể là họ sẽ đè để cho đối phương không thể lên phòng ngự được trong tình huống này hay chăng đây, khi mà Maris đã mất chiêu cuối rồi. Tôi nghĩ rằng là với khả năng phòng ngự đến từ vị trí của Maris thì không quá khó khăn cho anh ta đâu, nhưng đây là áp lực đến từ ảo chẳng của Bắc thì mọi thứ lại khác. Quang Hải đã tới rồi, Quang Hải chưa bật chu mình, đó là chiêu cuối. Anh ta khá thận trọng với những lần kích hoạt chiến thần của mình. Nói gì thì nói, Quang Hải vẫn là một người đi rừng, và anh ta có lẽ sẽ lựa chọn cho mình việc vào sau nhiều hơn. Anh ta bị cướp đi một lần nữa con thủy đầu lá bởi đó là Bung. Bung rất chịu khó móc máy vào khu vực đường rừng của đối phương, và qua đó anh ta tích lũy được những cái sự ưu thế nho nhỏ mà anh ta có, và anh ta lấy bớt đi những tài nguyên mà Quang Hải cần phải có trong khu vực đường rừng của mình. Tiếp tục tấn công khu vực cửa đỏ của đối phương chẳng không, lựa chọn của họ sẽ là lùi lại khi có rất đông thành viên Vigaming đang bảo kê để cho Quang Hải có thể có được con bùa đỏ, nhưng anh ta nhường nó cho Maris. Hơi khó dành cho vị trí Vigaming nhỉ. Rõ ràng vì họ lựa chọn cho mình ba quân bài mạnh như là Superman, Lữ Bố và Rat thì họ muốn nắm được thế chủ động ngay từ đầu. Đồng ý. Với việc có được chất tướng tấn công khỏe sớm, khi họ tận dụng được chất tướng đến từ ba vị tướng này, nhưng thay vào đó thế trận thì lại đang là khá cân bằng. Sài Gòn Ban Tôn có một chất tướng lết hơn so với phía đối phương, nhưng lại đang giữ được thế trận, và Vigaming không thể nào chuyển hóa được chất tướng của mình bằng việc lấy được thêm lợi thế. Và thậm chí là thế trận là một thế trận cân, tôi không đánh giá quá cao Vigaming với ba chất tướng họ đang có. Dù lượng tiền của Vigaming có thể không thu thiệt nhiều so với Sài Gòn Tôn bởi họ có được nội tại đến từ vị trí Timmy, nhưng với những chất tướng họ đang có thì họ đang làm hơi chậm, và rõ ràng đây không phải là một thế trận mà Vigaming hướng tới cho ván thi đấu này. Bây giờ thì Quang Hải đã lên phun cho mình cái kiếm chi hồn. Đồ chi của Quang Hải cũng đã có rồi, mà anh ta vẫn đang kém về mặt tốc độ cũng như là kinh nghiệm so với những gì mà Bung đang có vào thời điểm này. Khu vực đường dưới này Lạc Lạc đã hỗ trợ cho Red cùng với ZF rất nhiều trong trận đấu này kể từ đầu của ván đấu. Còn DHT thì chưa làm được điều tương tự, anh ta chưa gánh quá nhiều vào khu vực đường dưới này, và bây giờ có vẻ như tình huống mà bên phía Vigaming họ đang tụ tập đông người ở đây để tạo ra tình huống ra sân tổng hay chăng đây. Quang Hải bật lên cho mình chiêu cuối, nhưng Bung rất khéo khi anh ta giật bóng quay ngược trở lại, và như vậy là Quang Hải hơi phí chiêu trong tình huống vừa rồi. Quang Hải đã muốn đánh nhưng đối phương nói không. Và bây giờ thì đối phương cũng đang chơi kiểu dạng là giãn cách thời gian trận đấu ra rất dài hơi, và nếu thế trận như thế này thì chỉ có lợi cho Lyanna cũng như là Violet mà thôi. Thế trận như thế này thì thật quá có lợi cho Sài Gòn Phan Tôm, bởi vì họ có những chất tướng không được đánh giá quá cao trận đầu trận đấu, nhưng họ thì lại đang là những đội tuyển, vẫn là đội tuyển có được thế ưu khi chủ động tấn công với băng vào một và bật lên rất nhanh, đó là pháp trận thần kỳ của Han. Anh ta sẽ sống lại trong tình huống này, nhưng có thể làm gì được hay không thì không bảo kê nổi cho Whip nữa. Còn bản thân Han thì sao, anh ta bị hủy diệt bởi đó là Red. Quang Hải đang đến đây làm gì đây, cú lướt vào trong tàu nhá, sau đó là hành trảm với một tấn sát thương được tạo ra. Hải còn cho mình nghìn máu và cố gắng chạy đi cú vẩy của Lạc Lạc, nhưng Hải vẫn đang còn đó, vẫn đang tấn công vào các vị trí của đội tuyển Vigaming. Họ đang trở ra với các thành viên của mình, đó là Han, đó là Maris, và cùng với đó là Superman cũng đã xuống đây nhưng không có đánh nhau nữa, và cướp đi con bùa đỏ đến từ bên phía Sarva Tom bằng trụ rất hay. Quang Hải có lẽ là cố gắng bấu víu một điều gì đó mà thôi. Ba mạng bỏ túi cho Red, mọi thứ là quá rõ ràng, lợi thế là quá rõ rệt, và tình huống băng trụ vừa qua có lẽ sẽ đóng vai trò rất nhiều cho việc định hướng cả kết quả của ván thi đấu này nữa, khi mà lợi thế dành cho xạ thủ của Santom là quá lớn, và thậm chí là đồng nam đang kịp thời tiếp cận rất nhanh cùng các đồng đội của mình để có tình huống đi xuống và
cùng với Santom làm nên một tình huống chặn đầu và băng trụ rất hay. Đó là tình huống có lợi thế quá nhiều cho Violet trong tay của Red, và tiếp tục là băng vào để trả hàng tấn sát thân được tặng ra. DFT bị cầu máu rất đau, và đây là điểm hạ gục thứ tư liên tiếp dành cho vị trí của Red với Violet. 4 điểm hạ gục xếp thành hàng dành cho xạ thủ của Santom. Lợi thế là quá nhiều, lần này thì Red không còn mờ nhạt như bàn đấu trước đó nữa. Và lần này thì đồng đội đã kiến tạo khiến cho ta có thể bỏ túi được đến 4 điểm hạ gục liên tiếp. Và người kiến tạo có thể nói đến đó chính là Bông, với những tình huống mà anh ta tích số. Phải nói là nhìn Bông đánh con Murat này nó mượt mà, tôi nghĩ rằng còn hơn cả Red, một người mà từng được gọi là Boy Ancha Murat trước đây. Anh ta đánh Murat cực kỳ ghê với những tình huống lao vào cấu máu tiền giao tranh, và giúp cho những người đồng đội của mình ở phía sau có thể thoải mái xả sát thương đến Quang Hải bật lên trong bên trong cuối. Nhưng làm gì được đây, anh ta dính pháo đại và sau đó thì phải quay trở về ở đây. Han cùng Marit đang ra, họ sẽ giải tỏa áp lực khu vực đường dưới này bằng cách nào đây? Cú hút đến từ vị trí của ZF, quay trở lại thả ra những con lính, và trụ khu vực đường trên này cũng chỉ còn khoảng hơn nửa máu mà thôi. Vẫn là em trụ đến từ Lạc Lạc và Red, cặp đôi cấu rỉa với sải tay dài quá khó để em trụ dành cho Free Gaming. Chưa kể rằng là áp lực còn là lớn hơn, đã có bắt bóng tên vị trí DAT, nhưng đối phương bè góc và bao bọc nhau quá tốt, DAT không thể nào thực hiện tình huống ám sát vị trí của Bâng được. DAT đang cố gắng cấu rỉa, Hoàng TD đã tới, Hoàng TD định đẩy, anh ta bị ngắt đôi năng rồi, anh ta tấn công với đó là Bâng sắc tên được rồi, và rất nhiều ảo chả bắt vào hạ cũng thành công được Hoàng TD. Nhưng đó là cú lao lốc của ZF không kèm theo bất kỳ một ai cả. Marit mất đi cho mình cái tốc yến để có thể thoát được đi, và với tên lính tiếp theo được đẩy vào thì có lẽ là sẽ có chủ. Ôi, không biết là điều gì đã xảy ra khi mà hai người bị đẩy dính tường lên từ hạo nhiên trưởng của Đồng Năm, quá khủng khiếp. Sau đó Bâng lao vào kết liễu thêm một người nữa, và đó là ba người nằm xuống của VGaming. Và không có bất cứ một ai trong số VGaming biết được rằng đang có một tay thợ lặn đứng rình rập trong cái bụi, đó chính là Đồng Nam. Hạo Nhiên Trưởng đấm được hai thành viên VGaming vào trụ, vào tường, và đó là hết. Họ có được cả trụ, lấy được cả mạng người nữa, và hai thành viên đó lại là hai chủ lực. Bây giờ thì Đồng Nam đang muốn tự tin solo với Quang Hải, nhưng có liệu có phải là quyết đúng đắn đến từ Đồng Nam hay không? Và có lẽ là Đồng Nam đã tự tin hơi thái quá. Đồng chiêu trượt trong tình huống vừa rồi, và Quang Hải có cho mình những pha xử lý mềm mại mượt mà hơn, gỡ gạc lại một điểm hạ gục đầu tiên đến từ bên phía VGaming. Nhưng đó có phải là một cơ sở để cho họ tiến lên ở trong trận đấu này hay không đây? Khi mà áp lực đến từ khu vực đường dưới này nó quá lớn. Một ảo ảnh chạm lấy đi cho mình khoảng nửa cây máu của đối phương của Han. Hoàng TD đang lao vào, anh ta cố gắng tìm cho mình một điểm đẩy nhưng không thành công. Red đẩy đối phương trở về với những cú bắn giờ đây đã là rất đau của mình. Quang Hải bây giờ đã chính thức lên núi đẩy trụ. Anh ta mình vào trụ đường trên cũng đã có cho mình mục tiêu cần. Họ đang đẩy trụ thi với cả nhau. Quang Hải đang cố gắng để lấy cho mình được cái trụ thứ hai của đường trên. Còn chúng ta cùng nhau xem lại tình huống trước đó, tình huống dịch dập trong hụt đến từ vị trí của Đồng Nam. Quang Hải đã rất khỏe, Quang Hải đã muốn chơi. Quang Hải cân hai, anh ta là chiến thần lên rồi, anh ta quật được cả ZF nữa. Anh ta sẽ cân được hai tình huống này, thậm chí anh ta chỉ lấy được một mạng mà thôi, nhưng anh ta vẫn đang còn đủ sức sống sót. Nhưng khi mà Bâng tới thì có lẽ là mọi thứ là khó rồi. Khoe thân tạo từ vị trí của Bâng, lướt với ba lần xích thối của Quang Hải, cố gắng câu tiếp thời gian thức thứ ba, mang vào phương tiện đánh kích, và đây sẽ là chấm hết cho Quang Hải và nỗ lực anh ta làm được. Đó là thêm một trụ thứ hai nữa tại khu vực đường rộng. Quá dã man Quang Hải vừa rồi, tình huống mà thiếu chút nữa thôi. Nếu như không có sự xuất hiện của Bâng, biết đâu đấy anh ta lại làm được nên một điều gì đó. Nhưng là khó dành cho người chơi đi rừng của đội tuyển VGaming. Nhưng VGaming tranh thủ quãng thời gian câu kéo Quang Hải lấy được cái trụ một khu vực đường giữa này. Một tín hiệu có thể nói là vui dành cho đội tuyển VGaming trong quãng thời gian mà họ đã bị xâm lấn rất nhiều khu vực rừng của mình nhờ từ đầu cho đến giờ, và bây giờ họ cướp ngược lại rừng của đối phương. Hát lấy lại được cái bùa đỏ. Chúng ta phải xem tiền của Maris đang định nói. 64 tiền đến từ Maris. Được. Phức hợp kiếm, song đao bão táp và cái thánh kiếm sắp tới sẽ là lấy một món trang bị xuyên giáp ở Muramasa. Muramasa bị giảm đi phần trăm xuyên giáp 5% từ 45% xuyên giáp xuống còn 40% xuyên giáp, nhưng vẫn là một món đồ giá trị nên lên một món đồ chấn phái dành cho một trong những xạ thủ dạng về cuối trận đấu như là Whis. Và đội tiền này cũng tôi nghĩ rằng cũng khá lý tưởng, được khá lý tưởng, và tại thời điểm này thì có lẽ cũng có thể đủ chơi đồ rồi đến từ vị trí của Maris. Rồi kia đang có những món đồ rất ngon tại đây, nhưng đây một tình huống mà có lẽ Santo đang muốn kết thúc trận đấu này với việc Bâng đang hướng tới con tà thân ra, đang cố gắng tìm góc băng vào và bật chiếc cuốn thì vị trí của Hoàng TD không làm được gì cả. Phải chạy rồi, pha này phải chạy rồi, đừng nhìn lại sau lưng, chạy hết đi, phải chạy hết đi bởi vì đối phương đã có tà thân ra và đang tràn lên rồi. Bốn người thì mình đang chạy về, họ anh chạy Đồng. Được chạy cả bốn người mày qua anh Đồng định Hạo Nhiên Trưởng đột biến. Nhưng mà VGaming thì lần này tỉnh hơn rất nhiều, và đó là một tình huống ú ồn đến từ vị trí của VGaming. Họ đã kịp thời chạy và nghe lời anh Sơn. Quang Hải lại tiếp tục đẩy lẻ khu vực đứng dưới này như cái cách mà anh ta đã làm trước đó, đang bị lùa theo bởi đó là Bâng. Hoàng TD bị cấu được cho mình, anh ta còn cho mình khoảng non nửa cây máu và phải chạy về ngay lập tức. Và Sevatom sau khi có cho mình tàn thần xây ra thì họ đang trở lại được với thế ép của mình rồi, sau một đôi chút khoảnh khắc mà Quang Hải tỏa sáng câu kéo được thời gian để cho những người đồng đội của mình đến cho mình cái trụ ở khu vực đứng giữa, thì giờ đây thế trận lại đang thuộc về đội tuyển Sevatom. Còn VGaming lại gặp khó và họ đang phải có cụm phòng ngự. Họ là phải bên phía VGaming là phải tách lẻ người ra, và rõ ràng những gì mà Quang Hải làm được cũng đã câu kéo được rất nhiều và khiến cho VGaming có thể lết được đến phút thứ 11 này. Và bây giờ chỉ còn chờ vào cuộc đối đầu giữa hai xạ thủ mà thôi. Chất tướng của VGaming đang đánh xoay quanh của chữ Maris rất nhiều, và đây là lúc mà họ cần phải bảo vệ cho Maris, và đuôi thậm chí là cá nhân Maris cần có những tình huống tỏa sáng. Nhưng với sải tay của Whis là ngắn hơn khá nhiều
so với sải tay đến từ vị trí của Violet. Được hiểu. Thậm chí là đang phun công đến từ vị trí của Vâng. Kenta đã lên được cho mình Nen Fenrir. Và từ món đồ đó thì những tình huống băng báo và ảnh tràng của Vâng sẽ đem theo hàng tấn sát thương được tạo ra. Chất tướng của sải ông tôm có quá nhiều cái bài cấu rỉa. Đó là Murad, đó là Lyanna, đó là cả Violet nữa. Chưa kịp vào giao tranh thì họ đã mất đi quá nhiều máu trước khi mà lên đánh rồi. Sao mà thế trận rất khó, thậm chí chỉ vài cú lộn đến từ Red thôi họ thể lên cái trụ này rất dễ dàng. Trụ này chắc chắn mất thôi, khi mà ở đây thì cũng không dám phòng ngự đến từ bên phía phi tiêm binh nữa. Marit vừa rồi sử dụng cho mình kẹp pháo cao xạ để cố gắng dọn đi những con lính, giải tỏa bớt áp lực, nhưng con rồng tiên phong vẫn còn tương đối nhiều máu ở đây. Quang Hải đánh ta đã bật lên cho mình cái chiến thần. Sau đó thì làm gì đây, Đồng Nam quay trở lại để trả sát thương đánh đá vào vị trí của Quang Hải. Và các tuyển thủ bên phía Sơn Phantom họ đang tiến vào khu vực đứng giữa này, con lính được giải quyết đi rồi. Rất đau. Bây giờ là lúc mà Sơn Phantom đang thực hiện tình huống ép trụ siêu cấp. Dòng tiên phong này vẫn còn rất nhiều máu, đặt pháo cao xạ nhưng không đét được tên lính nào cả. Họ sẽ bỏ lại cái trụ này thôi. Họ buộc phải bỏ lại cái trụ này thôi. Băng đang chém rất đau, thậm chí là với sự hỗ trợ đến từ cả Red và Lạc Lạc nữa. Đã có trụ siêu cấp đầu tiên tại khu vực đường dưới dành cho bên phía của Sơn Phantom, và tiếp tục là ép trụ đến từ khu vực đường giữa. Tên lính này có lẽ là đủ. ZF lăn với một quỹ đạo tương đối ảo, anh ta lăn qua mang con rồng ra khu vực đường giữa này, phản công đến từ phía mình làm được gì hay không đây. Một người phải nằm lại, đó là Hàn Quang Hải đang càn lên. Anh ta có một quá nhiều máu nữa rồi và phải sử dụng cho mình chiến thần để có thể lùi về. Hoàng TD còn cho mình khoảng ít máu và anh ta cũng phải chạy ở trong tình huống này. Chỉ còn 4 thành viên của Vinh Minh mà thôi, trong khi đó Sơn Phantom vẫn còn cả 5 người. Con rồng tiên phong ở phiên bản này nó đã khỏe hơn so với phiên bản trước rồi Whipper ạ. Đấy là lý do mà vừa rồi nó chỉ còn khoảng nửa máu và tưởng chừng như bị tiêu hủy ở đường dưới. Nhưng ZF lại ship nó ra đường giữa và lấy được trụ khu vực đường giữa này đến từ bên phía Sơn Phantom. Băng vào đến từ vị trí của Băng, sát thương là rất nhiều. DHT không còn khả năng giao tranh nữa. Đây là lúc mà Vinh Minh phải đứng trước quyết định là đánh hay không. Quang Hải đã bắt đầu băng lên. Hoàng TD cũng như vậy, nhưng họ chỉ nhấp nhả để phòng ngự lính mà thôi. Vừa qua phải là một tình huống lăn lông lốc, xin thêm con rồng cũng rất bất ngờ. Chúng tôi còn bất ngờ và anh Sơn cũng rất bất ngờ vì điều đó đến từ ZF. Nhưng có điều rằng là Quang Hải đã phải lên bàn điểm số và điểm hàng cung thứ 6 liên tiếp dành cho Bâng, huyền thoại dành cho anh ta. Và có lẽ hết chưa? Đây Phạm Nghiêm trưởng băng vào, đã có một cú đẩy đến từ Hoàng TD, nhưng anh ta phải ăn trả đòn với vị trí của Red là đau hơn. ZF bây giờ anh ta ship lính linh tinh cả, và lần này lính đang đi vào khu vực đường giữa. Sau đó là pháo cao xạ được tạo ra để có thể được dọn lính. Ôi, anh ta ship cả người luôn. Xin cả người cả lính. Tôi nghĩ rằng anh ta muốn thực hiện một tình huống giao tranh. Có thể sáng tôi đang muốn tham vọng trong việc kết thúc bản thi đấu này hay chăng đây. Bây có giờ thì Vigamin đang có mặt tại đây. Lính ở dưới này, số máu tiền giao tranh rất ghê đến từ vị trí của Bâng. Sau đó chém trụ để tích nội tại đến từ vị trí của Bâng. Bỏ và hủy diệt rồi. Sau đó thì họ bỏ người đánh trụ và bây giờ thì có thể đánh cả người cả trụ nữa. Thì số sẽ là 2-0 dành cho Việt Sài Gòn Tôm mà thôi. Lại là một game dễ khác với vị trí của Sài Gòn Phan Tôm và đem về chiến thắng cách biệt tỷ số 2-0. Họ chỉ còn thiếu một ván đấu nữa thôi là họ có thể về nhà nghỉ ngơi sớm. Ở nhà họ ở đây mà. Đúng. Có thể gọi là về gaming house nghỉ ngơi sớm. Gaming house đây mà. Họ có thể về phòng ngủ của mình để stream. Đấy. Anh không phải bắt bẻ tôi. Và đây là ván thi đấu mà Sài Gòn Phantom tiếp tục cho thấy một sự hủy diệt, một sự càn quét. Và cái áp lực con Murad mà Bâng tạo ra cũng là quá lớn. Quá lớn. Thêm một ván thi đấu nữa. Và đây là các vẻ mặt của thành viên bên phía Vigaming sau khi chứng kiến trận thi đấu thua thứ hai của mình. Rất khó đánh. Chung là cũng không nên phải buồn quá làm gì cả, bởi vì chúng ta cũng biết rằng Sài Gòn Phantom ở thời điểm hiện tại là một thế lực rất khó lật đổ. Và Vigaming mặc dù Vigaming họ cũng là một đội tuyển đã tạo ra bất ngờ trong mùa giải gần nhất của chúng ta, nhưng để mà đối đầu Sài Gòn Phantom thì bản thân họ cũng đã trải nghiệm rồi, họ cũng đã thua trong cả lượt đi lẫn lượt về rồi, nên như chúng tôi cũng đã nói từ đầu thì nỗ lực và hy vọng của đội tuyển Vigaming sẽ là việc giành được 1-2 game thắng. Một game thắng cũng được, một điểm cũng được trước đối thủ Sơn Phantom mà cũng được coi là thành công của đội tuyển mình. Thêm vào đấy thì trước khi diễn ra trận đấu này chúng tôi được biết thông tin là đội tuyển Việt Minh còn gặp một sự trục trặc về mặt kỹ thuật, mất điện ở tại vì Gaming House, nói chung là mất điện đúng không? Gặp đủ thứ vấn đề, nào là thiếu bớt LB, nào là cũng mất điện Gaming House, nên ra là có ảnh hưởng về tâm lý đúng không? Ảnh hưởng nhiều chứ. Chưa kể rằng Madrid mới chỉ sinh năm 2002 mà thôi. Quá trẻ. Mới chỉ có 19 tuổi. Và những gì anh ta phải trải qua trong hai ván thi đấu vừa qua, khi phải cầm một vị trí mang tính chất chủ lực, là chủ lực và đóng vai trò rất quan trọng trong việc chiến thắng, thì đó là một áp lực quá lớn lên đôi vai của chàng trai này. Còn đây là clear man of the match, đó là Bâng với cây đây là 704, không phải nằm xuống một điểm hạng cục nào cả. Tỷ lệ tham gia giao tranh là 78,6%. Tiếp tục là một trận thi đấu mà chúng ta thấy được vì sao anh ta lại là một là tuyển thủ lấy được nhiều điểm hạng cục nhất tại đấu trên danh vọng của mùa trước. Và ngay trong duy chỉ hai ván thi đấu vừa qua, anh ta đã hai vào túi của mình hai MVP cùng với 15 điểm hạng cục. 50 triệu cho một vị trí người đi rừng xuất sắc nhất. Và cuộc đua đã bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, ngay từ trận đấu đầu tiên, khi mà Bâng đã tạm thời vượt lên với hai lần liên tiếp có được danh hiệu MVP. Cả hai ván đấu đều là xuất sắc, với những quân bài đầu tiên là Aoi và sau đó thì là Murad. Với những tình huống mà Bâng thực sự là một nỗi ác mộng của đối phương, tình huống anh ta lao vào sử dụng ảo ảnh tràng cổ máu cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho đối phương kể cả những vị tướng mà mang tính chất đỡ đòn như đội tuyển Vigaming, đó là Ham cũng bị cổ máu thực sự nhiều. Một lần nữa thì Quang Hải lại là MVP bại, và một lần nữa thì anh ta lại cố gắng để gồng gánh đối phương với những gồng cánh đội tuyển của mình, với tình huống anh ta câu kéo các thành viên của Sơn Phantom ở khu vực đường dưới đúng không Huy?
đồng ý. Và đây là thông số có lẽ cũng là ấn tượng nhất của VGaming rồi. Còn những thông số còn lại, các đồng đội còn lại của anh ta thì khá mờ nhạt. Thậm chí Hoàng TD chống chịu cũng không phải là nhiều, và sát thương lên tướng cũng là rất ít ỏi. Còn với Sài Gòn Phantom thì đây là một thế trận quá mạnh, một thế trận một chiều. Thông số điểm hạ gục cũng như là tất cả những gì đang diễn ra trên màn hình nó đã chứng tỏ ra rằng đây là một thế trận gần như là không có cửa bật cho VGaming. Quang Hải đã có một vài những khoảng thời điểm le lói thôi. Gọi là câu kéo thêm một chút thời gian và chờ đợi cho đồng đội của mình khôn lớn, với đặc biệt là Maris với Wiz, nhưng có lẽ chừng đó là chưa đủ. Bây giờ thì họ bị đẩy đến đường cùng rồi, và phải chờ xem liệu VGaming còn ngón bài gì ngon để tung ra chiều vị trí của Sài Gòn Phantom hay không, khi mà hiện tại Sài Gòn Phantom đang quá mạnh trước VGaming. Và đây thực sự là một bài toán khó giải. Rõ ràng việc có được một điểm trước Sài Gòn Phantom cũng là một thứ hiện tại đang là vô cùng khó khăn với các chú đại bàng của VGaming. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi trước khi quay trở lại ván đấu, có thể sẽ ván đấu cuối cùng giữa Sài Gòn Phantom và VGaming.
Arena of Valor. Greenman 301 tắm vội dưỡng toàn diện cho game thủ. Thắng tại kỹ năng, bại tại gấu ngứa. Không! Đừng lo, đã có Greenman 301 với ba sức mạnh bất bại. Hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Xin phép nhé. Ê, chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên. Trừ hiệu sức cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate. Castrol Power One Ultimate mới, hiệu sức cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah. Vâng, và sau một vài phút nghỉ vừa qua, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với trận đấu khai mạc của đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Giải đấu được đồng hành và tài trợ bởi đó là nhãn hàng thương hiệu dầu gội số 1 dành riêng nam giới, đó là Clement 301 cũng như là thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 dành cho đội tuyển Sài Gòn Phantom trước V Gaming, một thế trận mà ở trong ván đấu thứ hai thì Sài Gòn Phantom cũng đã làm cực kỳ trôi chảy, không kém gì so với ván đấu đầu tiên. Những sự lựa chọn của họ cũng tỏ ra là vượt trội so với đối thủ. Trong khi đó thì đối với V Gaming, một kịch bản tương tự cũng diễn ra khi mà chỉ đâu đó chúng ta nhìn thấy sự tỏa sáng đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển này, đó là Quang Hải mà thôi. Còn ở các vị trí còn lại thì họ bị đè tương đối nhiều. Cách chơi Sài Gòn Phantom thì ở trong ván đấu thứ hai, ngay trong giai đoạn đầu họ cũng làm giống với ván đấu đầu tiên rồi, khi mà vẫn là bộ ba khu vực đường giữa và khu vực đường rồng, họ đi cùng với nhau. Sau khi lấy cho mình tên lính ở khu vực đường giữa thì họ sẽ cướp cho mình con khỉ đấu lá, và một lần nữa thì Quang Hải lại có sự thiệt thòi bởi vì anh ta mất đi những bãi quái nhỏ ngay từ giai đoạn đầu của ván đấu. Đồng ý. Và một lần nữa chúng ta thấy được rằng Sài Gòn Phantom tiếp tục cho thấy một cái đẳng cấp, một cái sự vào form rất mạnh mẽ, thực sự là một hung thần. Họ kết thúc giải quyết được VGaming quá nhanh. Trong cả hai ván thi đấu họ đều có được một thế trận ưu trước đối phương ngay từ giai đoạn cấm chọn cho đến khi vào đến cả ván thi đấu này, họ kiểm soát quá tốt. Họ hoàn toàn phá tan ý đồ của bên phía VGaming khi ban đầu họ lựa chọn những quân bài rất khỏe đầu trận đấu, và chỉ có cho mình một quân bài về cuối trận đấu, đó là Wish, để có thể cán đáng về mặt sát thương cuối trận đấu mà thôi. Nhưng rõ ràng với việc có được cả Lữ Bố, cả Superman, cả Rat, những quân bài có khả năng tạo ra sự khác biệt, nhưng họ lại có thể họ bị cho Sài Gòn Tôm du ngủ theo một thế trận kiểm soát và để những chất tấn công gì ở Sài Gòn Tôm bị mạnh lên theo thời gian. Và đây là toàn bộ 10 vị tướng cả hai bên đã sử dụng trong cả hai ván thi đấu vừa qua. Hiện tại thì chúng ta đã mất đi một vài những vị tướng mạnh trong meta, và bây giờ là lúc mà VGaming không còn gì để mất nữa. Tôi đang rất mong chờ việc là VGaming họ sẽ tung ra nhiều những quân bài mạnh hơn cho meta này. Biết đâu là một AOE khác cho thể Quang Hải hủy diệt đối phương thì sao? Đồng ý. Họ đang chuyển sang bên phía của đội đỏ rồi. Như chúng ta cũng đã nói từ đầu thì đội thua sẽ được quyền chọn bên ở trong các ván đấu từ ván đấu thứ hai trở đi. Lần này thì VGaming sẽ muốn có cho mình hai con tướng mạnh trước, và có thể đó sẽ là cái phần cốt lõi để có họ tạo ra cho mình đội hình xuất phát ở trong ván đấu 3 này hay chăng đây. Và lựa chọn cấm đầu tiên sáng Văn Tôm sẽ là quân bài Zip, quân bài mà ZF ở ván đấu trước đã có một tình huống ship dòng tiên phong khá là lạ mắt ở trong giai đoạn cuối của ván đấu, để con rồng có thể nhả vào khu vực trụ đường giữa và lấy đường nhanh hơn để sáng Văn Tôm. Và lựa chọn cấm tiếp theo của Sài Gòn Phantom đó là Lorion, quân bài mà Lạc cũng đã chơi ở trong ván đấu thứ nhất. Còn VGaming thì sao? Richter vẫn là lượt cấm gần như là auto mà tất cả các đội tuyển đã cấm đi ở trong cả 3 ván đấu cho đến thời điểm hiện tại. Và sau đó thì lượt cấm thứ hai mà VGaming dành ra là quân bài Timmy, quân bài mà ván đấu trước thì họ cũng đã sử dụng trong vị trí của Han. Elsu chăng? Elsu trong ván đấu này dành cho Maris lựa chọn rồi. Và sau đó thì sẽ là Ryoma, có lẽ là đi rừng như Quang Hải. Tôi lại nhớ lại con Elsu năm ngoái của Hoàng TD. Elsu cũng không quá nổi bật, có ván được có ván không, phong độ khá lên xuống. Đúng. Ván thi đấu này có lẽ nó sẽ nhường lại cho Maris. Vẫn sẽ nhường lại cho Maris. Hoàng TD vẫn chưa có được một sự gọi là quá nổi bật ở vị trí tà thần Caesar. Có chăng vì đối thủ của anh ta bên kia là Đồng Nam đang đúng quá lấn lướt, hay hiện tại anh ta đang cho thấy một sự gượng gạo khi mà main role của anh ta là vị trí xạ thủ và bây giờ anh ta lại phải thi đấu ở vị trí đường tà thần Caesar. Thực ra thì ngoài vị trí Quang Hải gọi là có đôi chút sự
tỏa sáng ra thì ở các vị trí khác tôi đều thấy rằng có sự thua kém, thua sút so với vị trí tương tự của đối phương. DHT ở hai ván đấu vừa qua thì anh ta cũng đã có những lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là tương đối hot ở thời điểm hiện tại, đó là Rush cùng với Zata, nhưng có thể thấy là màn thể hiện của người chơi đường giữa này của đội tuyển Vgaming cũng là tương đối mờ nhạt mà thôi. Mờ nhạt, anh ta đều lấy những quân bài có khả năng carry sát thương phép thuật khá nhiều ở khu vực đường giữa. Ở ván thi đấu này thì bên phía Vgaming có hai nguồn sát thương rất khỏe ở trận đầu trận đấu, đó là vị kích của Elsu và Quang Hải với Realman. Realman này hoàn toàn là một sự chọn mở, bởi Realman còn được biết đến ở khả năng đánh đấu sĩ solo rồng rất hiệu quả, với sát thương đầu trận đấu rất khỏe, và về sau thì vị tướng này có khả năng áp sát và có khả năng tạo ra hiệu ứng khống chế rất tốt. Nhưng đó là phụ thuộc vào chiến thuật và lối chơi bên phía Vgaming mà thôi. Còn hiện tại thì với Realman nó vẫn dừng lại một sự chọn rất mở. Còn với bên phía của Sài Gòn Phantom, wow, Rowy vẫn là kẻ săn mạng. Bâng, hung thần với Elandor. Elandor trong tay của Bâng đã từng gieo rắc lên rất nhiều sự kinh hãi tại nhiều trận đấu, thậm chí là những trận đấu đẳng cấp quốc tế. Và lần này thì anh ta tiếp tục hướng tới một quân bài chủ lực để gồng gánh đội tuyển của mình. Kế đó là sự chọn bài Rowy của Zeref. Zeref là một trong người chơi Rowy rất tốt của khu vực Việt Nam của chúng ta. Và cuối cùng đó là Lạc Lạc, quân bài sở trường với Chrissy. Đây đều là những quân bài thuận tay của cả ba người chơi này. Thuận tay rồi. Và Rui ở trong tay của Zeref, một quân bài mà lần đầu tiên cũng xuất hiện tại đấu trường danh vọng chúng ta. Nhưng trước đó thì Zeref cũng đã chơi tuyệt hay ở AIC 2020 rồi. Và đây sẽ là màn ra mắt của quân tướng này ở đấu trường danh vọng giải đấu trong nước. Vgaming sẽ có lựa chọn khu vực đứng trên cho Hoàng TD là quân bài Q, một quân bài có khả năng hồi phục cực kỳ tốt. Và như chúng ta đã nói, ở một meta mà các món đồ giảm hồi phục đã bị nớp đi tương đối nhiều, thì những quân bài hồi phục tốt như là Q, như là Lữ Bố hoặc là Q-Cross chẳng hạn sẽ trở lại một cách đầy mạnh mẽ mà thôi. Và Q là lựa chọn dành cho Hoàng TD trong ván đấu thứ 3 này. Trước đó thì đã có Elsu cùng với Ryoma. Sam Phantom đang hướng đến lực cấm của mình, đó là quân bạch Kera vào khu vực đường rừng, khi mà giờ đây thì Sam Phantom đã có rừng rồi và họ cấm đi thêm một quân bài đi rừng nữa, quân bạch Quenac. Còn Vgaming thì hai lực cấm của họ hướng đến khu vực đứng trên là nhiều, khi họ nhắm đến Max và cùng với đó là Lữ Bố. Max hình như là trong cả 3 ván đấu đều bị cấm đi đúng không, ở phase thứ 2, tức là ưu tiên đầu tiên thì không phải, nhưng mà ưu tiên thứ 2 thì lại là có. Rõ ràng là Sài Gòn Tôm cũng có những cái phản đoán, phỏng đoán giống tôi, bởi họ cho rằng Ryoma sẽ không phải là quân bài đi rừng bên phía của Vgaming. Vgaming điều đó sẽ phải xoay bài. Và với việc hai lực cấm và Sài Gòn Tôm như thế này, đến từ Sài Gòn Tôm như thế này, thì hoàn toàn Vgaming có thể để cho Quốc Hải đi rừng với Ryoma thực sự ở ván thi đấu này. Hay thậm chí họ hoàn toàn có thể để cho Tulen ở vị trí đi rừng được. Nhưng Tulen sẽ là, cũng là một sự lựa chọn mở, khi mà thực ra thì trong nhiều giải đấu thì Ryoma cũng đã từng lựa chọn ở vị trí đường giữa và vị trí đường rồng rất là nhiều. Tại Đài Bắc Trung Hoa chúng ta có 032 sử dụng Ryoma đường rồng rất tốt. Còn tại Thái Lan chúng ta có Nunu chơi Ryoma đường giữa cũng rất hay. Và ngày trước chúng ta có cả Xuân Bách của Team Flash chơi Ryoma đường giữa cũng rất tốt nữa. Và đây là một quân bài có thể lựa chọn ở mọi vị trí. Thậm chí ngày xưa chúng ta cũng được chứng kiến Turtle hồi còn thi đấu cho Heavy đánh Ryoma vị trí hỗ trợ và thậm chí câu kéo đẩy lẻ rất hay. Đồng ý. Và với sự lựa chọn này, bây giờ thì chỉ có hai giả thiết thôi, sẽ phải xoay giữa hai vị tướng của DHT và Quang Hải. Và tôi đang nhưng vẫn nhiều khả năng về việc Quang Hải sẽ sử dụng Ryoma đi dừng cho bàn thi đấu này và để cho DHT chơi đường giữa với quân bài Tule. Như thế thì hợp với ý trời hơn đúng không? Thuận theo lẽ trời hơn. Một quân bài pháp sư đường giữa, quân bài đấu sĩ chuẩn chỉ hơn. Nó chính Omega. Omega dành cho Han ở trong ván đấu này, một quân bài mà nếu như chúng ta đánh hạng ở trong mùa hạng gần nhất và trước gần nhất thì là một cơn ác mộng, thậm chí là cấm Omega tương đối nhiều vì khả năng hồi phục cực kỳ trâu của quân bài này ở vị trí đường trợ thủ, và nó sẽ có trong tay của Han. Trong khi đó với Sài Gòn Phantom thì họ sẽ chơi một bài đánh mà chúng ta cũng đã nhìn thấy tại AIC 2020, đó là một vị trí xạ thủ đi rừng lớn sớm trong tay của Lai Bưng, và đó sẽ là Elandor, và đứng trên cũng là một đấu sĩ, đường dưới cũng sẽ là một đấu sĩ nữa trong tay của Red, và đó là một trong đấu sĩ có thể coi là đã làm nên tên tuổi của Red cũng được, con bài Yena ở khu vực đường rồng. Tôi đang nhìn thấy cả năm sự lựa chọn Sài Gòn Tôm thì toàn là tướng tủ. Tủ mà. Tất cả đều những vị tướng hay nhất của họ, những vị tướng mà họ chơi tốt nhất, và rõ ràng họ đã không muốn giấu ý đồ rằng họ muốn nghỉ tay sớm. Với Omen dành cho anh Đồng, với Bâng đi rừng, với Elandor đường giữa, có Lạc Lạc, Chrissy, Red với quân bài đấu sĩ đường rồng rất thuận tay là Yena, và cuối cùng là Zeref với Rui. Một chiến thuật mà họ đã áp dụng rất nhiều tại AIC 2020. Và họ đang đem nó đến một bài đánh tương đối signature của đội tuyển Sài Gòn Phantom để đối đầu với cả bên phía của Vgaming. Còn với Vgaming thì họ sẽ để cho Quang Hải đi rừng với Tulen và đường giữa DHT. Thế thì phỏng đoán của tôi nó gọi là mắc chuẩn. Nếu mà Huy Popper đoán đúng thì thế giới này sẽ đảo điên mất Huy ạ. Thì tôi đang chơi đây, vừa đoán đúng được chiến thuật bên phía của Vgaming đây.
Nói đến Tulen làm tôi nhớ lại một cái sự hy hữu tại AIC 2020 của F1. Trận cuộc đối đầu với cả Matt Team. Tôi nhớ, tôi cũng trận nhớ. Đó, trận đấu đó có cả Elsu trong tay của Nunu nữa. Trận đó anh ta có 307.000 sát thương. Tôi cũng nhớ không nhầm như vậy. Nhưng thật đáng tiếc rằng là sự cố đó thì F1 quên mang theo phép bổ trợ chính trị và cấp tốc biến đi rừng đã khiến cho họ mất đi quá nhiều lợi thế. Và dù sát thương của họ là rất khỏe, họ giao tranh tổng rất là mạnh, nhưng họ mất đi ba đường quá sớm nên họ đã phải nhận một thất bại trước Menti. Và đó là dấu chấm hết của họ tại AIC 2020. Chúng ta cùng nhau đến ngay với ván thi đấu tiếp theo. Ván thi đấu thứ 3 giữa Sài Gòn Phantom Vigaming. Lần này thì chúng ta thấy được một sự chủ động và tự tin hơn của Vigaming. Khi họ có những chất tướng có khả năng gây sự tốt, nhưng đổi ngược lại thì họ lại là người bị đốt máu nhiều hơn. Tình huống lao vào công trình đối phương hơi sớm và cú cầu máu của Maris vào vị trí của ZF cũng là khá ổn. Nó khiến cho ZF bây giờ đây phải về để có thể hồi phục. Anh ta có về không? Lựa chọn về hay không đây? Chưa biết là có về hay không. ZF vẫn đang lang thang trong đường giữa. Trong cái đó đường trên này thì Hoàng TD có vẻ hơi thua thiệt một tí ở những cấp độ đầu tiên khi mà Đồng có thể kích hoạt được nội tại. Ở đây Omega cho thấy khả năng khỏe của mình là tốt như thế nào. Anh ta dính một cái bão lá, dính một cú hất đến từ vị trí ZF và vẫn còn nguyên cây máu của DAT thì cướp được con quái nhỏ. Vigaming cũng muốn làm động thái tương tự, nhưng động thái của Vigaming cũng chưa quá triệt để. Han đã bắt đầu di chuyển vào đồng. Saibanto bị hất tung hai lần bởi đó là Iri. Xin lỗi bạn, đó là Hoàng TD với Quy. Nhưng cuối cùng thì Saibanto vẫn có thể rút về một cách thành công dù lượng máu của ZF còn là khá yếu. Tình huống tranh cướp rừng như lần này thì phần rừng của Vigaming được bảo đảm tốt hơn. Họ có những cái sự bảo vệ tốt hơn, họ có một quân bài hỗ trợ cứng cáp hơn, đó là Omega nữa. Lắt léo, né các kiểu các thứ và Red không thể né được cú Vinch Kick đến từ Maris. Và tôi cũng tiết lộ khá là hay là trong những lần đấu tập để gọi là test đường truyền thì Maris chơi Elsu rất nhiều. Ván thi đấu này thì anh ta được chơi Elsu trong một trận đấu thực chiến rồi. Thì có vẻ đây là quân bài cũng là tự tin nhất của Maris. Có vẻ là như thế, nhưng anh ta bị cầu máu còn mình không nhiều máu cho lắm. Cú bắn vừa rồi là lọt khe đến từ vị trí của Maris. Bây giờ thì Han đến đây cùng với vị trí của Quang Hải nữa. Chuẩn xác đến từ Maris, bưng lùi rồi khoe thông thạo và sau đó thì bay về với cú điệp vũ. Ở đây thì sao, Đồng Nam tiếp tục là một đứng nước của Đồng Nam như thường lệ. So với hai ván đấu trước đó thì lúc nào Hoàng TD cũng sẽ di chuyển chậm hơn hoặc có một chút thu thiệt để đẩy đường so với cả Đồng Nam. Một sự kinh nghiệm và sự tinh quái đến từ người chơi này với con rơi thủ vệ. Sai Tôm luôn luôn hướng tới con rơi thủ vệ trong những ván thi đấu trước đó. Thì muốn giao tranh đổ ra, ZF có mất đi quá nhiều máu trên cộng đồng. Ngay lập tức là các chuông bao ăn thần tốc đầu tiên dành cho bên phía của Vigaming. Lạc Lạc cũng là người phải nằm xuống và đó là double kill dành cho người đi đường giữa với quân bài Ryoma. Hoàng TD và cùng với đó là DHT, bây giờ họ đang tấn công một khung thang màu xanh của đối phương. Red phải chạy về rồi. Và có vẻ như là đội tuyển Vigaming họ đang có cơ hội để lấy lại một ván thắng trong trận này với khởi đầu tốt mà họ đang làm được. Họ giao tranh tổng rất khỏe, phải nhớ là như vậy, họ có nội tại đến Tulen, họ có sát thương đến từ Ryoma. Và vừa qua là một tình huống đến từ sau rất tốt từ vị trí của Vigaming, họ đánh bật được cái tên Saibanto ra khỏi hàng rơi thủ vệ và lấy được quá nhiều thứ, đó là hai điểm hạ gục. Điều đó cũng sẽ giúp cho cái tinh thần họ lên được rất cao cho ván thi đấu này. Tulen không phải là một vị tướng được búp sức mạnh ở trong phiên bản mới nhất, nhưng đây là ván đấu mà Quang Hải vẫn quyết định là sẽ sử dụng Tulen ở trong khu vực đường rừng. Cú bắn hơi tệ đến từ Maris. Bắn trúng một con lính đến từ Maris. Ý gì là Maris đâu, nhưng mà phải thừa nhận rằng cú bắn đó có thể là hơi tâm lý từ Maris. Hơi tâm lý để xem anh ta sẽ làm gì với cú bắn này. Cướp dầu trang. Cướp dầu trang với cả những chiến kích sẽ sửa sai cho hai lần bắn quanh ta và không được. Bừng đã có được con dầu hắc ám của ván thi đấu này. Sau đấy thì triệu hồi thần vực để có thể kéo người đến đây để càng chắc chắn cho việc là sẽ có được con rồng. Han đang càn lên. Lại bắn trượt đến từ vị trí của Maris. Và làm gì đây? Lạc Lạc vào hơi lên cho mình cầu băng xương, anh ta thoát được đi cú hạo, nhưng chiều sau đó thì tốc biến cũng đã phải nằm lại rồi. Vigaming họ đang tràn lên trong tiếu này, lấy được mạng của Lạc Lạc. Bưng đang lùi về một cách tương đối nhạy cảm. Phản công hay trang đây, họ đã tấn công cùng với cả ZF nữa được. Nhưng sau đó thì Quang Hải dùng lôi động để thoát đi. Khó lắm, Saibanto cũng không ý định đánh. Vừa qua là một tình huống giao tranh tiếp tục là lợi thế của Vigaming. Họ đang lấy thịt đè người, chất tướng của Vigaming khá khỏe, thậm chí Omega còn phi thẳng vào trong chuỗi táp lực trước Red nữa. 3 điểm đầu tiên và hơn 1.000 tiền ở đây thì Đồng Nam đã cướp được con bùa xanh của Quang Hải, một động thái khác biệt đầu tiên mà Đồng Nam làm cho bối cảnh đối phương đang có được liên tục nhấn pha chiến thắng của mình với chất tướng mà họ đang có đầu trận đấu là khỏe hơn so với Sài Gòn Phantom. Omen bị nước đi tương đối nhiều, nhưng một trong những sự tăng tiến của Omen đó là tầm chiêu của sát kiếm, và vừa rồi thì Đồng Nam đã tận dụng được cái điều đó. Anh ta có được tầm chiêu tốt hơn của sát kiếm, anh ta kéo thẳng con bùa về phía mình và cướp được điểm đi trước mũi của Quang Hải. Nên nhớ rằng Quang Hải là một vị tướng cũng cần mana, cần năng lượng, và anh ta mất đi con bùa xanh này thì cũng là một sự thiệt thòi rất lớn rồi. Madrid có một tình huống vị trí chuẩn xác vị trí của Đồng Nam. Bâng đã phải lên khu vực đường trên, anh ta vẫn là phải farm. Trong bối cảnh mà đội tuyển Sài Gòn Phantom hiện tại đang bị OF khá nhiều, mất đi rất nhiều lợi thế. Hiện tại thì lượng tiền của Bâng cũng đang là ngang ngửa so với Quang Hải bên kia chiến tuyến. Đó là khi Quang Hải vừa bị con bùa xanh bị mất đi bởi đó là Đồng Nam. Đã có cướp Loki được lên đến từ vị trí Quang Hải, đang là solo tay đôi giữa Hoàng TD và Bâng. Nhưng có vẻ như Hoàng TD đang không phải đối thủ của Bâng. Vẫn là Bâng vào từ Hoàng TD, bị lắt léo, bị lừa, bị... Thần vực, Bâng chạy đi. Rất tốt từ Zeref.
Bưng đã bấm cho mình cái truyền tống để có thể chạy xuống khu vực đường dưới. Có lẽ là anh ta cũng đã căn được việc là có lẽ đánh nhau với vị trí của Hoàng TD khu vực đường trên không mang lại bất kỳ điều gì cả. Solo còn chưa chắc đã thắng nên lựa chọn của Bơm đó là thoát đi, và đó là một lựa chọn khá là hợp lý đối với người chơi đi đường của đội tuyển Sài Gòn Tôm. Ở trong trận đấu này thì có vẻ như là khu vực đường giữa của Sài Gòn Tôm là Lạc Đạc đã bị chăm bẵm tương đối nhiều. Đã có hai lần mà người chơi đường giữa của Sài Gòn Tôm phải nằm lại trong tình huống đã qua đến những tình huống tấn công của đội tuyển Vĩnh Minh. Trong cái đó đường dưới này thì sao đây, Han tiếp tục hỗ trợ cho Maris để có thể dọn lính được, còn Bơm cùng những đồng đội của mình thì khá là chăm ăn những con rồng thường này. Bốn người đang có mặt ở đây, AT đang đến, anh ta quyết định chọc sau đó lướt đi với hai lần nhất kích tất sát. Xin lỗi bạn, đó là thần hành bách biến của mình. Thấy Han đang càn lên, Maris đang bắn thường ở phía sau. Bưng tiếp tục cấu máu vào vị trí của đối phương, nhưng Bưng có lẽ một đánh hai là không đủ. Khu vực đường giữa này thì sao, không có điều gì xảy ra quá lớn cả. Thần môn tạo ra nhưng không ai dám bước vào đó khi mà Quang Hải đang là người tạo ra sức ép lớn ở đây. Rõ ràng là chúng ta nhận định trong bàn thi đấu này thì có vẻ như Han đang chơi hỗ trợ đột biến và có phần chủ động hơn trong hai bàn đấu trước đó. Đây một phần ra sở trường của Han tại mùa giải trước là chơi những quân bài có khả năng lao vào mở giao tranh và càn quét rất khỏe. Ví dụ như Malok là một chuỗi quân bài mà Han sử dụng rất nhiều tại mùa giải trước, và Omega cũng có một lối chơi khá tương tự. Anh ta lao vào trở thành một bị thịt, tạo hình khống chế và giữ chân đối phương lại. Và rõ ràng với cái khả năng chống chịu tốt và cứng cáp như vậy, anh ta cũng đang tạo tiền đề rất nhiều để Vi Gaming có thể có những tình huống giao tranh thành công vừa qua. Maris bị cấu đi rất nhiều máu, cố gắng vị trí trúng vào vị trí của Red, và đây là bọc đầu. Quang Hải đang tới có lợi điểm và ngay lập tức đối phương lên bảng điểm số. Tiếp tục là một điểm gục nữa dành cho Quang Hải, thậm chí là sẽ có trụ một khu vực đường dưới dành cho đội tuyển Vi Gaming. Họ đang có một thế trận tốt hơn hẳn so với những gì mà đội tuyển này đã làm được ở trong hai ván đấu đầu tiên. Quang Hải dứt điểm đối thủ bằng cái lôi điểu của mình và sau đó cướp nhẹ đi một con quái ở khu vực rừng của Bưng. Còn đối với Hoàng TD đang 1-2 trong tình huống này, ta làm được điều gì đây? Bị quật bởi đó là Đồng Nam, sau đó thần môn sẽ đưa Đồng Nam về nhà. Và đúng là như vậy, Hoàng TD cũng trở thành đuối máu và không còn quá nhiều năng lượng nữa. Bưng thì hạ cũng thành công được Quang Hải rồi. Ở đây thì sao? Lại tiếp tục vượt thần vực để teleport lên khu vực đường sau lại về nhà luôn. Tính toán cả rồi. Sao lại về nhà lại ra luôn này? Wow, một tổ hợp bấm phím cực kỳ nhanh đến từ Bưng, và anh ta có một lượng máu đủ đây để có thể đánh nhau ở khu vực đường trên này ngay lập tức. Nhưng đó là 2-3 đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Hay chăng này họ đã tấn công ngược trở lại khi mà có 3 thành viên ở đây và một người nằm lại là DHT. Xử lý quá tinh tế đến từ Sài Gòn Phantom. Đó là tình huống thả chiến cũng rất tốt từ ZF nữa, để giúp cho Bưng ngay lập tức quay trở lại một bình máu đầy. Và Red cũng kịp thời có mặt lên đây để có thể tạo tiền đề giúp cho Sài Gòn Phantom vừa có được thêm một điểm cung cấp đến từ DHT. Anh ta đang sử dụng thần vực và thần môn vô cùng nhuần nhuyễn để teleport Sài Gòn Tôm trên khắp bản đồ. Và họ đang liên tục gọi là dụ dỗ và dẫn dắt Vgaming cứ phải đi hết từ chỗ này qua chỗ khác để có thể kịp thời tham gia giao tranh. Từ một Bưng yếu máu khu vực đứng dưới trở thành một Bưng đầy cây ở khu vực đứng trên, và sau đó lấy được cái mạng của DAT. Còn gì tuyệt vời hơn, Sơn Phantom đang có lại được thế trận bằng cách xử lý tuyệt vời. Đã bắn tốc biến lên và anh ta bão lá hất tung được một người, Quang Hải lên bảng đếm số. Và các tuyển thủ Sơn Phantom họ đang tràn lên, nhưng bây giờ là đánh ngược lại từ Vgaming và cũng dọn lính thành công rồi. Về với thần môn, bị đẩy ra khỏi thần môn, hai người bị hủy diệt trong thứ này. Không thể đoán trước được, Hàn quá hay, khiến cho hai thành viên của Sanato bị chệch nhịp. Nhưng thật may mắn rằng Sanato có chuyển sinh ở trên người. ZF bị lùa đây, ZF muốn còn về cái thần môn. Ốp về được, về được. Có con Rui này cũng thú vị. Rui rất quái đấy từ ZF. Anh ta đang liên tục có những tình huống thoát ẩn thoát hiện, nó càng làm cho vị tướng thoát ẩn thoát hiện sẵn như Elandor của Bưng tỏ ra khó đoán hơn rất nhiều. Đó là thoát ẩn thoát hiện x2, đó là siêu thoát ẩn thoát hiện, siêu thoát ẩn thoát hiện, đó là thoát ẩn ẩn. thất ẩn hiện. Tiếp tục một lần nữa thì thần môn lại được vẽ ra bởi đó là ZF. DST có lẽ ở thời điểm hiện tại thì không phải là thời điểm mà anh ta quá khỏe. Còn đây thì sao đây, Hoàng TD bị khóa lại bởi cái sát vực này. Quang Hải đang đến đây hỗ trợ người đồng đội của mình, Hoàng TD bật lên cho mình cầu băng xương. Anh ta vẫn đang cố gắng để lê lết ở đây nhưng không ăn thua, không 1-2 nổi nữa rồi. Quang Hải có cho mình lôi điểu nhưng đồng năm nào đủ cứng. Bưng lấy cho mình con rồng. Khu vực đường giữa này thì sao đây, DST còn cho mình chấm máu. Anh ta bị ZF tấn công, quay trở lại sử dụng cho mình loạn trảm, sau đó lướt đi và chạy về được nhà. Xoay sở rất tốt để có thể có một lượng máu giúp anh ta về nhà thành công. Và tiếp tục là lùi về với Rowie của Zeret. Liên tục là biến hóa khó lường đến từ vị trí của Sài Gòn Phantom. Bưng của mình cầu máu rất đau, có thể thấy sát thương đến từ vị trí của Quang Hải cũng là tương đối lớn. Anh ta có cho mình trợ bụng nổ và cái gươm Loki, một món đồ cũng bị chỉnh sửa tại phiên bản đảo sương mù. Mưa Saman bật lên đi là lạc để ngăn cản đối phương tiếp cận vào anh ta. Và thế trận vẫn đang được duy trì ở một mức độ tương đối cân bằng, mặc dù Vinh Minh giờ đây đang có sự thua thiệt đôi chút về mặt lượng tiền.
nhưng có vẻ như là họ vẫn có thể chơi được ở trong vài đấu này khi Quang Hải vẫn đang làm tốt với Vulen. Cùng với đó thì Maverick còn khoảnh khắc anh ta bắn khá chuẩn đấy chứ. Bằng muốn đè luôn Quang Hải, anh ta đã lên ngay cho mình món đồ thứ tư của mình, đó là cái huân chương tròi để có thể đấu đầu trực diện với cả chính Quang Hải. Và đây rồi là một tình huống mà Đồng Nam đang sát được thành công. Đầu hoàng TD đã có được chủ, Bằng đang cố gắng bay múa nhưng đối phương có nhiều người hơn lại và trái. Đối phương lại dùng thần vực để có thể bay về và ngay lập tức họ biến hóa tại khu vực đường giữa này. Người bị lộ máu hơn đó là DHT, cố gắng can thiệp vào cái trục đường giữa này để các thành viên của bên phía Sài Gòn Phantom nhưng đã có thể chống trả phòng ngự thành công đến từ V Gaming. Bây giờ thì V Gaming họ phải chơi theo kiểu khu đường giữa đã có tình huống ám sát thành công của Red vào vị trí DHT, sau đó Red rút ra được một cách thoải mái trong đây. Anh ta quay lại đá thứ huyết chạm trúng mặt của Elsu và vẫn đang lả lướt để lấy đi cái mạng của Madis trong tình huống này. Double kill dành cho Red và cú tốc biến hất tung đến từ Lạc cũng là rất khó chịu để Red có thể tiếp tục có được thêm một điểm hạnh phúc nữa. Và lại một lần nữa là trở về nhà hồi máu với hướng dẫn viên du lịch mang tên Zeref lại đi về nhà. Và sau đó là Hạo Nhiên trưởng đã tạo ra bởi đó là vị trí Hoàng TD, sau đó thì sao anh ta được thả diều ngược lại bởi bấc lấy ngay mạng của Hoàng TD. Quang Hải một lần nữa bị hất tung bởi thần cảnh nhưng anh ta hủy diệt được một người anh trang đây và bị đẩy rất nhiều, đó là Han đẩy được một người. Bấc vẫn đang đến lấy được cái mạng của Quang Hải nhưng bấc bay rất ghê đấy, anh ta vẫn chưa sao cả, anh ta hồi được một lượng máu rất lớn và vẫn đang được chơi. Anh ta chơi rất lâu ở trong cái bờ bụi đó và anh ta chơi tất cả thành viên của bên phía V Gaming đã bị quét được hai người. Đây là tiếp tục phòng ngự là khó khăn, đã có một tình huống kích là trượt đến từ Paris và đối phương có đến 4 người nhưng thật kiên cường thay là V Gaming vẫn có thể phòng ngự được cái trụ tại khu vực đường giữa khi mà họ đã trải qua đâu đó phải 2 đến 3 tình huống giao tranh, thậm chí có bị chặn đầu giữa hai trụ của chính nhà mình để đánh nhau. Và đây sẽ là lúc mà bên phía Giant Tom tận dụng triệt để lợi thế mình có để hướng tới con tàn thương gia, tốc độ ăn là rất nhanh với việc họ có Bâng và 8.800 tiền là những gì mà Bâng đang có và ở trên bản đồ. Power One cực đỉnh dành cho đội tuyển Giant Tom, 3 ván đấu liên tiếp họ có được cho mình con tàn thương gia trước so với đối phương. Còn V Gaming thì những gì tốt nhất đội tuyển này đang làm đó là phòng thủ được cái trụ một khu vực giữa, như vậy cũng là ổn lắm rồi. Còn lính hai đường thì họ đang để cho đối thủ đẩy tương đối cao. Hoàng TD có cú đẩy Hạo Nhiên trưởng nhưng Đồng Nam tỏ ra là không mất máu trong thiếu này, bây giờ đang là kêu gọi người đến từ Rui, sau đó là đặt bật lên cho mình đó là mưa sao băng. Bâng vẫn tiếp tục bay múa với Điệp Vũ. Bâng thực sự quá dã man, anh ta đang liên tục có những tình huống di chuyển khó đoán. Ở đây thì Hoàng TD đã phải lên bài điểm số nhưng lần này không phải chỉ một mình Đồng Nam mà đến hai đấu sĩ, đó là cả Red và Đồng Nam tiếp tục lao vào đánh dừng nhà mình như trốn không người đến từ Đồng Nam. Đồng Nam bây giờ chắc chắn là có chống chịu khá khó khăn phép rồi, anh ta sẽ không sợ bất cứ một ai cả. Anh ta đang tiếp tục bào máu của Quang Hải nhưng ở đây thì có thêm cả Han nữa, không sợ. Hai đồng sĩ của bên phía Saito cân và lùa cả bốn thành viên, ba thành viên phía V Gaming buộc phải lui về nhà để phòng ngự. Thôi, cái trụ đứng giữa sau quãng thời gian chống chịu rất lâu đến từ V Gaming nó đã phải sụp xuống rồi và các thành viên của họ còn xíu máu và bây phải giờ về nhà để hồi phục thôi. Bây giờ thì không ăn thua, bị bắn liên tục. Han đang chạy ra cover cho đồng đội chạy về dòng tả đường trên và có lẽ sẽ có một đường dành cho Sài Tôm. Thế thì bây giờ Đồng Nam mới có cho mình cái huân chương tròi vừa được trang bị xong, điều cho thấy rằng anh ta đang có một khả năng chống chịu rất khỏe và cứng cáp. Cộng với cả Yenan, hai đấu sĩ này rất lì đòn. Ở đây thì tiếp tục là thần môn ship về hay không, đây đến từ ZF về được thành công nhưng mà Lạc Lạc và ba thành viên còn lại Sài Tôm đang tới và có đủ cả năm thành viên có mặt tại đây. Bóng phá được cho mình một đường siêu cấp và khiến cho bên phía V Gaming mất đi cho mình một cái băng xương lên bản điểm số ngay lập tức. Các thành viên V Gaming đang chạy tán loạn, họ đang thiếu người, họ mất đi hai người. DHT đang về nhà hồi máu, ba đánh bốn tại đây chưa thể kết thúc được bởi Han chống chịu khá lâu. Chưa, quyết định là đi về đến từ bên phía sân Phantom. Đường giữa này thì Quang Hải đang cố gắng dọn cho mình con xe, anh ta phải chạy về, anh ta có cho mình lối điều không đến được mạng của Lạc Lạc. Sau đó Lạc Lạc vẽ ra cho mình cái thân một khu vực đường giữa vẫn đang còn trụ dành cho V Gaming, họ vẫn đang còn cơ hội để có thể đánh được. Đang cố gắng tìm đến vị trí của Bâng, đó là Quang Hải. Quang Hải tấn công vào ZF làm gì đây, ZF quá cứng ở thời điểm này. Đồng Nam đang đến quật liên tục vào vị trí của Han, tìm đến Quang Hải quật vào vị trí Quang Hải nhưng Đồng Nam đang cân ba, anh ta không cân nổi ba nữa và phải lùi về. Hoàng TD cũng đang đến đây, Han đang đẩy lên, vẫn đang còn bốn người sân Phantom cấu máu đối phương. V Gaming còn bốn người yếu máu, vợ lại lùi lại thêm một lần nữa. Anh Sơn nói cấu máu là nghe nó hơi vô nghĩa anh ạ, tại vì có bao giờ Sài Gòn Phantom yếu máu đâu mà cấu. Đánh mãi mà không hết máu đến Sài Gòn Phantom, không thể hết máu nữa, thậm chí vẫn còn ở lại để giao tranh. Họ thay phiên nhau về nhà, teleport hồi máu và quay trở lại rất nhanh chóng tại đây. Và bây giờ thì muốn giao tranh nổ ra, Han đã lao lên trước rồi, anh ta đã muốn đẩy xa lính ra khỏi cái trụ của mình để có thể giao tranh cho bên phía của V Gaming nhưng Hoàng TD đã phải lên bàn điểm số rồi. ZF Han cũng thành công được quy thiếu người, Han sẽ là người tiếp theo. Han có trình một lớp sắc ảo rất dày nhưng Red đã có mặt tuyến sau, anh ta sẽ có thể lấy được cả cái mạng của Quang Hải nếu Quang Hải có thể lui được nhưng đã có chuyện tiếp cho đó là Bâng. Và ở đây thì Đồng Nam hết đã nhốt được sát được thành công vào vị trí của Han và đây sẽ là kết thúc cho bên phía của đội tuyển V Gaming, đó sẽ là 3-0 trọn vẹn dành cho Sài Gòn Phantom. Lần này thì hết thật rồi Huy ạ, đây còn làm bất tử gì, không bao giờ hết máu, đánh mãi mà không hết máu, phải cấm Rui thôi, quá kinh khủng đến từ vị trí của Saito.
họ đã giao tranh trên cái đường trên đấy phải trên đâu đó 3 phút, ừ, và không một ai phải nằm xuống, cũng chả một ai mất máu nhiều cả. Cái ánh mắt vừa rồi của ZF ấy, nó có ý nghĩa là ta đã bảo rồi mà, đấy bạn dễ game là dễ, có Rui là xong thôi, là 3-0 thôi, rất dễ dàng. Và tôi nghĩ rằng nên cấm Rui thôi, nên cấm Rui chứ để Rui như này thì ghê quá. Họ đánh theo kiểu là bây giờ nó không phải là micro theo từng pha combat nữa rồi, mà nó theo kiểu là micro toàn bản đồ, nó là macro mất rồi. Khi mà các thành viên sàn Văn Tôm họ có thể có mặt ở một vị trí yếu máu, sau đó được ship sang một vị trí hoàn toàn khác, gây ra áp lực ở vị trí đó với một thanh máu hoàn toàn đủ đầy, vừa có thể gọi là chạy trốn được. Ừ. Nghĩa là ZF làm rất đa năng con bài Rui này, bảo kê tốt, chạy trốn tốt, mở giao tranh tốt, thậm chí là outplay đối phương. Đấy, tất cả những tính năng của một người chơi hỗ trợ được anh ta làm cách trọn vẹn trong ván thi đấu này. Hơi lỗi game rồi, là phải cười. Đến từ Sài Gòn Phan Tô, và 3 điểm trong ngày ra quân một cách tương đối nhẹ nhàng, tiếp tục là mừng. Lại mà là clear man and match cho ván thi đấu này, anh ta đã có cho mình, tôi tính lại này, ván đầu là 8, ván 2 là 7, ván này là 8 thì phải. Ừ. Ở đâu đó 23 điểm hạ gục rồi, và clear man and match thuộc về cho Bông. 50 triệu. Anh ta đã bắt đầu cuộc đua để trở thành gọi quá là best lineup quá sớm, và anh ta tiếp tục là một người chơi đóng góp đến 82,4% tỷ lệ tham gia giao tranh bên phía của Sài Gòn Phan Tô. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo khi mà Bơm ở trong ván đấu này lại có sự kết hợp với Rui ở trong tay của ZF, và anh ta đã có một tình huống khiến cho tôi phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Rất ghê gớm đến từ Elandor trong tay của Bơm, và khi mà nó được hỗ trợ bởi một con Rui tích quái như là Rui ở trong tay ZF nữa, chúng ta thấy được ở ván đấu này Sơn Lan Tôm đã đẩy tốc độ trận đấu cũng như là đẳng cấp của ván đấu lên một tầm cao mới, vì game mình thực sự quá khó khăn. Và đây cũng là ván đấu mà tôi cũng khen cho tinh thần của các tuyển thủ bên phía VGaming khi mà họ đã chống chịu một cách đầy kiên cường, đã có lại được một đôi chút về mặt ưu thế, đặc biệt là với những tình huống của Quang Hải, DHT hay đâu đó là cả Han nữa, nhưng chưa đủ. Tôi cũng biết rằng là nếu mà thông số của cuối trận mà có thông số bơm máu của ZF thì tôi nghĩ rằng nó phải là cả container máu. Anh ta bơm máu quá dã man cho 4 thành viên còn lại của Sài Gòn Tôm, và cứ thoát ẩn thoát hiện, cứ lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì xuất hiện chỗ kia, và khiến VGaming họ không thể nào theo kịp được cái tiến độ đẩy đường của bên phía Sài Gòn Phan Tôm. Cứ mỗi lần mà các thành viên Sài Gòn Tôm rơi vào thế gọi là bị hiểm nghèo, bị OS bởi VGaming, là ngay lập tức một cái thần vực được mở ra, và ngay lập tức họ biến mất. Họ biến mất rất nhanh, biến mất đúng nghĩa đen, và khiến cho VGaming ngơ ngác. Sau đó họ lại quay ra cái khu vực đó và lại thấy ở khu vực đường trên Sài Gòn Tôm đang đẩy đường. Cứ như vậy, mọi thứ nó cứ nhuần nhuyễn như dầu nhớt như vậy. Control power như vậy thì làm thế nào? Đấy, khó dành cho VGaming trong ván đấu vừa qua. Mỗi lần mà chúng ta bấm vào cái truyền tống khi mà đồng đội là Rui mở ra cái thần vực thì nó sẽ có một khoảnh khắc khựng lại một chút, và đôi khi tôi đã hơi bất ngờ vì cái khoảnh khắc khựng đấy, tôi cứ tưởng là game lag. Nhưng cuối cùng là họ bấm truyền tống, hóa ra là bấm truyền tống. Thực ra cái việc mà kết hợp quân bài Rui này thì cũng đã diễn ra tại AIC rồi, nhưng có vẻ như lần này thì đội tuyển Sài Gòn Tôm họ đã tập luyện một cách kỹ càng hơn, họ có thêm thời gian và họ nâng tầm được điều đó lên. Và ở trong những khoảnh khắc như chúng ta đang chứng kiến, ví dụ tình huống solo kill giữa Bung và Hoàng TD khu vực đường trên, thì Bung ở thời điểm đấy có thể nói là anh ta vẫn đang đánh có phần ngang cơ với Hoàng TD, nhưng lựa chọn của Bung là bấm truyền tống để chạy ra khu vực đường dưới, qua đó họ phục vụ cho mục đích tốt hơn của họ, đó là họ lấy đi những công trình của đối phương hơn là việc sa đà vào những tình huống solo. Có thể họ thắng, có thể họ thua, đúng không, nhưng mà chưa chắc họ đã làm được tốt ở trong tình huống đấy, nếu kể cả họ thắng bằng việc họ lấy được một mục tiêu ở khu vực đường dưới. Và cũng không thể nào mà gọi bỏ qua vị trí của Lạc Lạc, tuy nó có thầm lặng. Ừ. Cái pha tốc biến bão lá hất tung của Lạc Lạc cũng rất vô cùng khó chịu. Chúng ta cùng nhớ lại một điều rằng là QC đã tăng sức mạnh rất đáng kể. Đặc biệt là cái chiêu bão lá hất tung khoảng thời gian rất là lâu. Ừ. Và khoảng thời gian đấy hoàn toàn có thể đủ sức để chúng ta dồn chết ngay một đối phương khi bắt lẻ. Và chúng ta cũng đã chứng kiến 3 ván thi đấu có thể được coi là cực kỳ khủng khiếp của Sài Gòn Tôm, một cơn bão ập lên đầu của thành viên VGaming và có được chiến thắng mở màn với 3 điểm trọn vẹn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị đến với cả trận thi đấu tiếp theo và đến với phần phỏng vấn của chúng tôi nữa. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Hằng và rất vui khi được đồng hành với tất cả các bạn ở đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Và ngày hôm nay trong trận thi đấu mở đầu thì xin được chúc mừng Sài Gòn Phan Tôm khi họ đã có được một chiến thắng trước VGaming. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Bảo Hằng trò chuyện với Lai Bân nhé. Xin chào Lai Bân, không biết là Lai Bân có nghe rõ Bảo Hằng đang nói không ạ? Dạ, chào chị, em nghe rõ chị ạ. Vâng, xin chào Lai Bân, và một lần nữa thì xin chúc mừng Sài Gòn Phan Tôm với chiến thắng mở đầu nhé. Không biết là Lai Bân cảm thấy như thế nào khi là đội tuyển đầu tiên cũng như là đội tuyển giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải năm nay? Em cảm thấy vẫn là cảm thấy vui và thiệt là vinh hạnh khi mà đội tuyển của em là đội tuyển đầu tiên được thi đấu cũng như là đội tuyển đầu tiên giành được chiến thắng.
Vậy thì không biết là Sài Gòn Phantom các bạn đã chuẩn bị như thế nào để bước vào đấu trường danh vọng mùa xuân 2021? Đã chuẩn bị như thế nào? Team mình thì chuẩn bị vẫn như là các mùa giải trước, vẫn trên team và luyện tập các thứ. Các thứ là gì ạ? Bạn có thể nói rõ cho các bạn khán giả được biết không ạ? Về tinh thần, về chiến thuật cũng như là sức khỏe của cả team mình thì sao? Thì team em đã luyện tập thì từ buổi trưa đến buổi chiều, còn tinh thần thì cả team cùng nhau cổ vũ đi lên và cứ đánh thôi. Vâng, có thể nói là cũng khá chi tiết rồi. Thế còn về đối thủ của mình ngày hôm nay đó chính là VGaming. Thì Lai Băng đánh giá như thế nào về chiến thuật của VGaming, đặc biệt là đội hình mới khi mà Quang Hải đã trở lại vị trí đi rừng? Em cảm thấy đội hình VGaming chưa được gắn kết với nhau lắm. Họ có lẽ còn thiếu một cái gì đó. Thì theo mình được biết là hình như là team VGaming bị mất một người chơi đường trên là Bết Lai Bưng. Thì họ đã bị mất một sức mạnh sức mạnh để có thể counter được Lai Bưng bên Sài Gòn Phantom rồi ạ. Wow, vậy thì chiến thuật sử dụng ở Wonder Woman, Lữ Bố và Thu Len của Quang Hải thì sao? Lai Bưng bạn đánh giá như thế nào? Cái chiến thuật này thì Lữ Bố, Thu Len và Wonder thì cảm thấy là đầu game khá là mạnh. Nhưng mà nếu mà khi mà team mình đủ đồ là có thể lên được cái kháng phép, thì sức mạnh của những vị tướng đó, sức mạnh của Thu Len là bị giảm rất là nhiều. Nên về những cái giai đoạn cuối thì chức tướng bên em mình mạnh hơn. Và không làm khó được Sài Gòn Phantom. Và Lai Băng thì là người đầu tiên đã sử dụng vị tướng AOE. Thì không biết là bạn đánh giá như thế nào về vị tướng này, về sức mạnh? Vị tướng AOE này thì mình thấy là nó mạnh, nó rất là khỏe luôn ấy. Nên anh em nào mà muốn tìm một vị tướng leo năng mạnh ấy, thì có thể mua vị tướng này. Còn về cách chơi của AOE ấy, thì JDF có thể chỉ cho mọi người chơi. Tại sao lại là JDF ạ? Không biết là trong những trận thi đấu tới thì Lai Băng cũng như là Sài Gòn Phantom các bạn có tiếp tục sử dụng vị tướng này hay không? Vị tướng AOE này thì sắp tới team mình không chỉ là ở vị trí đi đường nữa, mà có thể mở rộng ra thêm một vị trí nữa là vị trí đi support. Thì con này có thể xài chiêu 2 quay vòng để check sai á. Vậy thì để trong lần phỏng vấn sau nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ hỏi JRef, nhưng mà sẽ hỏi Lai Băng trước ở trong phần phỏng vấn này là bạn có thể chỉ cho các bạn khán giả cách để chơi vị tướng này một cách hiệu quả hay không? Cách để chơi vị tướng này hiệu quả thì mình cảm thấy là con này có thể, nói chung là nó tùy cơ ứng biến, nó ảo diệu hơn con đa đốc. Anh em có thể xài combo con này thì anh em có thể xài chiêu 2 đu quay vòng ấy, xong rồi chơi chiêu lúc mà anh em đu chiêu 2 thì sẽ có cái chiêu 1 là sẽ hất tung được tướng bên kia lên, anh em có thể tiếp cận AD bên nó. Cái chiêu 2 đu càng xa thì nó sẽ càng bự, rồi cứ vô có chiêu nào đánh chiêu đó thôi là AD nó chết. Wow, nghe không có phức tạp một chút xíu nào đúng không ạ? Dạ. Vâng ạ, vậy thì với chiến thắng của ngày hôm nay thì không biết là Lai Băng có tự tin là Sài Gòn Phantom sẽ đánh bại tất cả các đội tuyển khác và giữ vững được ngôi vị vô địch của mình không? Với cái chiến thắng ngày hôm nay thì team mình sẽ không chủ quan mà sẽ cố gắng và tập trung để có thể đánh bại những cái đội tuyển sau. Vâng, cảm ơn Lai Băng và một lần nữa thì chúc mừng Sài Gòn Phantom với chiến thắng đầu tiên nhé. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn hai nhà tài trợ chính thức của chương trình, đó chính là nhãn hàng dầu gội dành riêng cho nam giới số 1 thế giới Clearman 3 trong 1 và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power One. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong trận thi đấu ngay sau đây, trận thi đấu giữa Team Flash và Fab Esports.